Hồi 101, nhà sư mê gái bị đòn đau. Quần tăng gióng giặc tuyên Phật hiệu, Vì tiểu bảo khóc một lúc rồi dừng lại. Hối thông thiền sư nói, sư đệ, tăng chúng trong bản tự hiện dùng tám chữ, đại, giác, quan, hối, trừng, tịnh, hoa, nghiêm, để xếp thứ tự. Gia sư là quan đảm thiền sư đã viên tịch trước đây 28 năm. Chư tăng trong chùa pháp hiệu, trừng, đều là sư diệt của sư đệ. Bọn trừng quang, Trừng thông đều đến tham kiến sư thúc. Vì tiểu bảo thấy mấy vị lão hòa thượng dâu trắng như tơ đều kêu mình bằng sư thúc, và bao nhà sư pháp hiệu có chữ, tịnh, đều đã cao tuổi kêu gã bằng sư thúc tổ, gã lấy làm cao hứng, sau đến những nhà sự lối ba bốn chục tuổi pháp hiệu chữ, hoa, kêu hắn bằng thái sư thúc tổ, gã không nhịn được phá lên cười ha ha. Quần tăng thấy vi tiểu bảo mặt mũi còn đẫm lệ chưa khô, đột nhiên cười rồ, cũng không nhịn được phải mỉm cười bọn Trương Khang Niên vào cáo biệt vi tiểu bảo. Gã nhớ tới song nhi liền lấy 50 lượng bạc đưa cho Trương Khang Niên thuê phòng ở dưới chân núi để thị cư trú. Nguyên chùa Thiếu Lâm từ trước tới nay không minh tiếp nữ thí chủ nên song nhi phải chờ gã bên dưới núi. Gã tưởng chỉ lên chùa đưa thánh chỉ phong tặng và khao thưởng cho chư tăng xong rồi được xuống núi về kinh. Không ngờ gã phải xuất ra ngay ở chùa Thiếu Lâm, vì tiểu bảo đã thay mình hoàng đế lại liệt vào hàng cao tăng mang pháp danh hàng chữ hối nên địa vị gã ở trong chùa rất cao nhà sư trụ trì lựa cho gã một căn phòng thiền rất lớn lại sai bốn tên tiểu sư để gã sai bảo hối thông phương trượng nói sư đệ ở trong chùa nhất nhất được tự do cả những lúc công hóa buổi sớm cũng như buổi tối đều được tùy tiện trừ năm điều cấm giới là sát sinh uống rượu dâm tà nói quàng trộm cắp còn những điều cấm giới khác sư đệ giữ được là hay mà không giữ thì thôi chả cần câu thúc vì tiểu bảo nghĩ thầm trong năm điều cấm giới thì điều nói quảng lão ra không giữ được rồi gã hỏi lại có phải giới đồ không hối thông phương trưởng sừng sốt hỏi lại đánh bạc ư đánh bạc bằng gì vì tiểu bảo đáp đánh bằng tiền hối thông mỉm cười nói trong năm đại cấm giới không có mục giới đồ người khác có thể cấm giới đồ riêng sư đệ được tùy tiện vì tiểu bảo lẩm bẩm con mẹ nó một mình lão gia thì đánh bạc với ai? Chẳng lẽ mình lại đánh với mình, như vậy không cấm cũng như là cấm rồi. Vì tiểu bảo ở trong chùa mấy ngày không có việc làm. Gã tự ngủ, hoàng đế bảo ta đi phục thị lão hoàng gia, ngài lại kêu lên chùa thiếu lâm xuất ra trước, chẳng hiểu khi nào mới lên ngũ Đài Sơn. Một hôm bỗng dưng gã tới La Hán đường thấy Trừng Thông đang dạy võ cho sáu đồ đệ. Chúng tăng nhìn thấy vi tiểu bảo liền khom lưng thi lễ. Vì tiểu bảo xua tay gạt đi, các người bất tất phải thi lễ, cứ tùy tiện luyện võ đi. Gã thấy sáu nhà sư hàng chữ, tỉnh, đã tinh thông môn quyền cước, ra tay rất mau lẹ. Lúc chiết chiêu biến hóa khôn lường, so với vị sư thúc tổ là gã, chúng còn cao minh hơn nhiều. Gã lại nghe Trừng Thông chỉ điểm cho chúng thế nào là xử quyền, cương mãnh có thừa, kinh lực không đủ, phát cước thế nào là lệch bộ vị, hay hơi cao hoặc hơi thấp một chút. Vì tiểu bảo hoàn toàn không hiểu nên chẳng lấy chi làm thú vị liền chờ gót bỏ đi. Vì tiểu bảo vừa đi vừa nghĩ thầm, ta nghe nói võ công của phái thiếu lâm vào hàng đệ nhất thiên hạ. Ta đã đến đây làm hòa thượng không học được chút công phu thì thật là đáng tiếc. Đột nhiên gã chợt tỉnh ngộ, tự nhủ, à phải rồi, tiểu hoàng đế sai ta đến chùa tiểu lâm xuất gia là cốt để ta học được chút công phu đặng bảo vệ lão hoàng gia đắc lực hơn. Nhưng hỡi ôi! sư phụ ta đã chết đi cách đây 28 năm rồi thì còn lấy ai truyền thụ võ công cho ta? Gã trầm ngâm một lát chợt hiểu ra rằng lão hòa thượng trụ trì nơi đây bảo ta làm sư đệ lão là để ta không có sư phụ. Lão chọc này xào quyệt thật, hư, phải rồi, lão tưởng ta là người thân tín của hoàng đế, một vị quan lớn người mãn châu nên lão không chịu đem võ công thượng hạng truyền cho một tên thái đát. Cha cha, lão này thâm quá, nhưng lão không dạy ta, chẳng lẽ ta không biết nhìn mà học lấy theo lề luật võ lâm thì khi môn đồ luyện võ mà có người ngoài trông vào thì bất kỳ môn phái nào cũng là điều đại kỵ nhưng hối minh thiền sư đây là vị cao tăng tiền bối trong bản tử thì bọn đồ tử đồ tôn ở bản phái đang luyện võ gã có đứng ngoài xem cũng chẳng ai dám dị nghị vì tiểu bảo ở trong chùa đi hết các viện lạc nhìn đông ngó tây ở đâu cũng thấy mọi người luyện tập võ công mỗi nơi gã đều đứng coi một lát đáng tiếc là vị cao tăng này căn bản võ công lại nông cạn quá chừng ngày trước tuy gã được hải đại phú truyền thụ một chút nhưng lại không phải là võ công chân thực sau trần cận nam có truyền cho gã một chút bí quyết về nội công thì gã lại chưa thực tâm rèn luyện võ công phái thiếu lâm cực kỳ tinh thông rộng rãi vì tiểu bảo đã tự do coi họ rèn luyện chưa chắc đã được bổ ích gì vì tiểu bảo ở chùa thiếu lâm nhờn nhơ mấy tháng trời đông qua xuân lại gã chưa học được chút võ công nào nhưng được cái tính nết xuề xòa lại thích kết giao bằng hiểu. Địa vị gã ở trong chùa ngang hàng với phương trưởng tức là vào hàng tiền bối. Gã chịu giao du với kẻ vai dưới nên quần tăng coi hắn rất là thân thiết. Một hôm gió xuân hòa ấm, vì tiểu bảo thấy trong mình khoan khoái, gã ở lý trong chùa bầu bạn với chư tăng mãi cũng chan. Gã ra cửa chùa, thả chân bước xuống núi, bụng bảo dạ lâu này không gặp song nhi, không hiểu con tiểu nha đầu này sống một mình tình trạng ra sao. âu là ta thử đi kiếm thì gã tới gần quán đón khách ở ngoài chùa bỗng nghe thấy tiếng người huyên náo thì mừng thầm tự nhủ hay quá hay quái đã có tiếng người xôn xao tất là có chuyện lạ ta hãy ra coi cho đỡ buồn gã liền rào bước tiến về phía trước lại nghe có tiếng đàn ông lẫn tiếng con gái trong trẻo vọng lại khi tới gần trong quán gã thấy hai cô gái nhỏ tuổi đang cãi lộn với bốn nhà sư bản từ bốn nhà sư vừa ngó thấy vi tiểu bảo đồng thanh nói, sư thúc tổ đã đến kìa, xin lão nhân ra phát lạc vụ này cho, chúng ra ngoài quán nênh tiếp, khom lưng thi lễ rất cung kính. Bốn nhà sư này pháp danh ở hàng chữ, tĩnh, vi tiểu bảo biết bọn chúng phụ trách việc tiếp khách bên ngoài đến lễ chùa. Ngày thường chúng ăn nói rất dễ nghe, thái độ vui vẻ, khả ái mà không hiểu hôm nay sao lại gây lộn với hai thiếu nữ. Lúc gã đưa mắt nhìn hai thiêu nữ thì thấy một cô lối 20 tuổi mình mặc áo lam, còn một cô nữa nhỏ hơn, chừng 16, 17 tuổi mặc áo màu lục. Vì tiểu bảo vừa trông thấy cô bé, bất giác trái tim đập thình thịch dường như trước ngực bị cây thiết trụy vô hình đánh một đòn nặng. Chỉ trong chớp mắt gã thấy môi khô, miệng ráo, gã trợn mắt, há miệng tính thầm trong bụng ta chết rồi, ta chết rồi, trong thiên hạ sao lại có người con gái đẹp đến thế này nếu ta lấy được nàng làm vợ thì dù tiểu hoàng đế có gạ đổi ngôi cho ta ta cũng không thèm vì tiểu bảo điên đảo thần hồn không còn biết gì nữa gã lẩm bẩm trên trời dưới đất rừng giáo mưa tên núi đao vạc dầu bất luận gặp trường hợp nguy hiểm nào ta cũng phải lấy được cho được nàng làm vợ mới nghe hai thiêu nữ thấy bốn nhà sư hô một tên tiểu hòa thượng là sư thúc tổ lại thủ lễ cực kỳ cung kính thì lấy rất làm lạ kỳ lát sau hai cô lại thấy gã dương cặp mắt lên đứng thộn mặt ra, nhìn trong chọc vào thiếu nữ áo lục không chớp, càng không hiểu ra làm sao. Dù là một chàng trai thông thường cũng chẳng nên vô lễ như vậy, huống chi một nhà sư đã xuất ra đầu Phật. Nữ lang áo lục hai má đỏ bừng, quay mặt nhìn ra chỗ khác. Thiếu nữ áo lam sắc mặt đầy vẻ tức giận, vì tiểu bảo mê mẩn tâm thần, chẳng biết ất làm gì nữa, tự hỏi tại sao nàng lại quay mặt đi mặt nàng ửng hồng coi đẹp như tiên, cả trăm cô điếm lớn, điếm nhỏ ở lệ xuân viện đứng xếp hàng cũng chả có ả nào sánh nổi cái gót chân của nàng. Nụ cười của nàng dù ta phải bỏ cả vạn lạng bạc ra mua cũng chẳng phải là đắt. Gã xuất thân từ nơi hồng lâu kỹ viện lại chưa từng đọc sách nên trong lòng chỉ có hình ảnh kỹ nữ và tiền bạc để hình dung con người tuyệt mỹ. Tuy cái đó là thô tục nhưng lại là thành tâm, chỉ ý của gã phát ra. Vì tiểu bảo lẩm bẩm con mẹ nó nào phương di nào mộc kiếm bình nào hồng giáo chủ phu nhân nào kiến ninh công chúa nào song nhi nào cô gái đã gieo xúc sắc tất cả bấy nhiêu người góp lại để mà so sánh cũng còn thua xa vị nữ lang trước mặt đẹp như thiên thần này vì tiểu bảo này không thiết làm hoàng đế chẳng ham môi giáo chủ thần long giáo cũng như chẳng thiết chức tổng đà chúa thiên địa hội dù áo choàng màu vàng dù quan lớn nhất phẩm triều đình hay gì gì đi nữa ta cũng chẳng thiết ta, ta nhất định làm chồng cô này mới thỏa chí bình sinh. Trong khoảnh khắc đầu óc gã quay cuồng biết bao nhiêu ý nghĩ. Gã cút tâm dù phải, nhảy vào dầu sôi lừa bỏng, mạo hiểm muôn thác cũng không lùi bước, cốt lấy sao được người đẹp. Nét mặt gã lúc này trông rất cổ quay bốn nhà sư và hai cô gái nhìn vi tiểu bảo chợt thấy gã lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc thì hí, hí hì hìm hì hừng chẳng khác gì kẻ điên khùng đều ngạc nhiên ý en ết thế và tĩnh thanh hòa thượng gọi luôn mấy câu, sư thúc tổ, sư túc tổ, vì tiểu bảo vẫn không nghe thấy gì, cứ đứng ngây người ra. Một lát sau gã như người trong mộng chợt tỉnh giấc thờ phào một cái. Thiếu nữ áo lam ban đầu tưởng gã là một kẻ hiếu sắc, khinh bạc, sau nhìn thấy thần sắc gã không phải như vậy liền cho gã là một kẻ si ngốc. Cô mỉm cười nói, tên tiểu hòa thượng này mà là sư thúc tổ của các vị ư. Tình thế vội đáp cô nương nên giữ lời lẽ cho lịch sự hơn một chút. Đây là vị cao tăng pháp hiệu hối minh tức là một trong hai vị đứng hàng chữ, hối, của bản tự lão nhân gia là sư đệ của trưởng môn phương trượng đó. Nữ lang áo lục cười nói, tỷ tỷ ơi, y lừa gạt ta đó, chúng ta đừng mắc bậy y, tên tiểu pháp sư này mà lại là một vị cao tăng được chăng? Câu nói ngọt ngào rất lọt tai khiến cho vi tiểu bảo nghe xong mà hồn siêu phách tán gã không nhịn được lặp lại tên tiểu pháp sư này mà lại là một vị cao tăng được chăng? Gã học lại câu này càng tỏ ra là quân vô lại, đàng điếm. Hai vị nữ lang tỏ ra rất tức giận, xa sầm nét mặt, còn bốn nhà sư vào hàng chữ, tính, cũng cảm thấy vị tiểu sư thúc tổ này quá sàm sữa nên rất hồ thẹn. Thiếu nữ áo lam hắng giọng rồi hỏi, người mà là cao tăng chùa thiếu lâm ư? Vì tiểu bảo đáp, sư là sư chứ chẳng phải cao tăng chi hết. Cô coi ta thấp lùn thế này thì bất quá là nhà sư lùn tịt chứ bảo là cao tăng sao được. Thiếu nữ áo lam dương cặp lông mày lên, dõng dạc nói, sư phụ chúng ta thường bảo võ học ở chùa Thiếu Lâm là nguồn gốc võ học trong thiên hạ, lại có 72 đường tuyệt kỹ, cao minh khôn lường. Chị em ta đem lòng kính mộ mới đến chiêm ngưỡng, không ngờ võ công nơi đây lại rất tầm thường mà sư sãi trong chùa còn không giữ thanh quy, mồm mép lém lẩu, nói toàn chuyện lưu manh đầu đường xó chợ thật khiến cho người ta thất vọng. Cô quay lại bảo nữ lang áo lục muội tử, chúng ta đi thôi, cô nói rồi chờ gót ra khỏi nhà quán. Tĩnh thanh lạng người ra đến trước mặt cô nói, nữ thí chủ đến chùa thiếu lâm hành hung đánh người. Các vị có muốn bỏ đi thì hãy để danh hiệu của sư tôn lại. Vì tiểu bảo nghe tĩnh thanh nói đến bốn chữ, hành hung đánh người, thì nghĩ bụng, té ra hai cô này đã đánh bọn tĩnh thanh, không trách gì bọn họ làm huyên náo. Gã lại ngó thấy má bên trái của Tĩnh Thanh và Tĩnh Thế đều có vết bàn tay đỏ ửng. Hiển nhiên chúng đã bị tát tai, gã tự nhủ, quần tăng chùa Thiếu Lâm tên nào võ công cũng không đến nỗi kém cỏi mà còn không tránh kịp cái bạt tai, vậy võ công của hai vị cô nương này ghê gớm lắm. Thiếu nữ áo lam đáp các ngươi bản lãnh thấp kém như vậy mà cũng đòi cô nương để danh hiệu của gia sư lại ư? Này, này, bản cô nương cho các ngươi hay, các ngươi không đáng đâu tĩnh thế đã nếm mùi đau đớn vì cô này lại hiểu rằng bọn mình năm người ở đây quyết không ngăn cản được hai cô mà để các cô xuống núi rêu rao, đã tát tay hai nhà sư chùa thiếu lâm thì còn gì là oai danh bản tư nhất là các cô lại không biết rõ địa vị của chúng tĩnh thế nghĩ vậy liền nói bọn bần tăng bốn người chỉ phụ trách việc đón tiếp các vị thí chủ đã là kẻ xuất gia thì phải lấy hòa khí làm đầu khi nào dám cùng người động thủ một cách càn rỡ nếu hai vị muốn lãnh giáo võ công của tệ tự thì xin nán lại một chút để bần tăng về mời mấy vị sư bá, sư thúc gia tiếp kiến hai vị. Nhà sư nói rồi chờ gót chạy vào chùa, đột nhiên bóng xanh lấp loáng, tĩnh thế tức gân quát nữ thí chủ, nhà sư vừa mở miệng bỗng nghe đánh, binh, một cái. Nhà sư ngã lộn đi một vòng, nguyên thiếu nữ áo lam đã chạy lại móc chân làm cho y ngã nhau. Tĩnh thế đứng phát dậy trong cơn nóng giận nhà sư vung tay mặt ra chiêu, đảo đả kim trung, đánh xuống vai bên tả đối phương. Thiếu nữ áo lam quay tay trái lại một cái, những tiếng, rắc rắc, vang lên, tình thế đã bị cô vặn cánh tay chật khớp, những tiếng la, úi trao, cùng những tiếng lắc cắc vang lên liên tiếp. Thủ pháp của thiếu nữ mau lẹ phi thường, chỉ trong khoảnh khắc bọn tĩnh thanh ba người đều bị đánh ngã. Thiếu nữ đã sử dụng những thủ pháp, phân cân thác cốt, hoặc, đoạn uyển cốt, chiếc tất loan. Bốn nhà sư té xuống rồi hoàn toàn mất hết khả năng kháng cự. Vì tiểu bảo sợ quá, tay chân luống cuống, không biết làm thế nào. Đột nhiên cổ áo siết chặt, gã đã bị thiếu nữ tóm lấy. Tất cả các yếu huyệt sau gáy đều bị phong tỏa, người gã nhũn ra, mất hết khí lực. Gã thấy thiếu nữ áo lam đứng trước mặt mình, vậy người túng gã dĩ nhiên là thiếu nữ áo lục. Gã mừng như phát điên reo lên, tuyệt diệu, tuyệt diệu gã cho là được thiếu nữ áo lục tóm gáy thì đời gã ở cõi nhân gian này cũng không phải là uồng. Gã còn ao ước được nữ lang đá vào mình gã mấy cước, đánh vào đầu mấy quyền rồi gã có phải chết ngay cũng là phúc đức cho gã lắm. Lúc này mùi u hương thoang thoảng đưa vào mũi, gã lại mê mẩn kêu lên, thơm quá, thơm quá, thiếu nữ áo lam tức giận quát lên, thằng lòi đầu chọc này thật là đốn mạc, muội tử, hãy cắt mũi hắn đi lại nghe thanh âm trong trèo ở đàng sau cất lên hay lắm để tiểu muội móc mắt gã đã vì tiểu bảo lại thấy ngón tay mềm mại đè vào mi mắt trái gã la lên cô nương từ từ mà móc đừng làm lẹ quá nữ lang áo lục lấy làm kỳ hỏi tại sao vậy vì tiểu bảo đáp hay hơn hết là cô nương cứ nắm bần tăng thế này vĩnh viễn đừng bao giờ buông tha nữ lang tức giận hỏi tên thầy chùa con nít này người chết đến gáy rồi mà còn thả lời hoa nguyệt vì tiểu bảo bỗng thấy mắt đau nhói lên gã hiểu là nữ lang định móc mắt gã thật sự trong lúc cực kỳ kinh hãi gã cúi đầu xuống dĩ nhiên mối phong tình trong giả đều tiêu biến hết cả sáu chiêu cứu mạng mà hồng giáo chủ và hồng phu nhân truyền thụ gã cũng quên sạch vì tiểu bảo xoay tay lại chỉ mong gạt được bàn tay của nữ lang áo lục đang túm chặt cổ áo gã nhưng huyệt đạo bị phong tỏa cánh tay hoàn toàn bất lực nữ lang lại phóng một trường đánh mạnh vào sau lưng gã Vi tiểu bảo la làng, úi chao, ôi mẹ ơi là mẹ, gã xoay hai tay xua loạn lên, đột nhiên bàn tay gã sờ đúng vào chỗ mềm xèo trước ngực nữ lang rồi nắm lấy. Nữ lang vừa kinh hãi vừa hổ thẹn, cô đưa hai tay vào trong chụp cánh tay vi tiểu bảo mà vặn bật lên những tiếng rắc rắc, hai khớp xương khuỷu tay gã đã bị gãy chật rồi. Chiều này của cô được kêu bằng, nhụ yếu quỷ xào, cái tên nghe thanh nhã mà thực ra là một đòn sát thủ cực kỳ lợi hại trong môn phân cân tháo cốt thủ. Tiếp theo nữ lang vung chân đá vi tiểu bảo một cước ra xa hơn trưởng, té huyệt xuống đất. Chán gã đập vào cột trong quán đánh chát một tiếng, máu tươi chảy đầm đìa, vì tiểu bảo đau quá suýt nữa ngất đi, nữ lang vẫn còn phẫn nộ đến cực điểm, hàn quang lấp loáng, cô đã rút ở sau lưng một thanh liễu diệp đao, cô cầm đao chém xuống lưng vi tiểu bảo, vì tiểu bảo vội chăn mình đi, lăn vào dưới cái gầm bàn đá ở giữa quán nhát đao của nữ lang chém trúng bản đá, hỏa quang tóe ra tứ phía, cô lại vung chân trái, đá vi tiểu bảo ra khỏi gầm bàn, thiếu nữ áo lam vội a à lên, muội tử, đừng có giết người, nữ lang áo lục lờ đi như không nghe thấy, cô lại vung đao chém xuống lưng vi tiểu bảo, vi tiểu bảo la hoàng, trời ơi, ôi mẹ ơi là mẹ, nữ lang áo lục lại chém tiếp hai đao làm cho vi tiểu bảo đau thấu xương. May mà gã mặc áo hộ thân nên chưa mất mạng nữ lang áo lục toàn chém nữa nhưng nữ lang áo lam đã rút đao ra gạt đánh, choang, một tiếng. Cô nói, gã tiểu hòa thượng này không sống được nữa rồi, chúng ta đi thôi, cô sợ giết nhà sư chùa thiếu lâm thì tai họa khôn lường. Nữ lang áo lục bị nhục, đột nhiên hai hàng châu lệ chảy chứa chan xuống má. Cô vùng đao lên đâm vào cổ mình, thiếu nữ áo lam hốt hoảng kêu to, muội tử, muội tử, không thể chết được. Tuy mũi đao bị gạt ra NSLMG lưỡi đao đã xuất qua cổ, máu chảy chan hòa. Nữ lang áo lục mắt tối sầm lại, té xuống ngất đi. Thiếu nữ áo lam bỏ cương đao xuống, ôm lấy cô ta gọi thất thanh. Bỗng nghe thấy đằng sau có tiếng người, A-di-đà Phật, mau mau cứu người, thiếu nữ áo lam mếu máu, không, không cứu được nữa rồi. Bỗng thấy một bàn tay từ sau lưng đưa ra, chĩa ngón điểm vào quanh vết thương của nữ lang áo lục đồng thời có tiếng người nói cứu người là gấp xin cô nương miễn trách lại nghe mấy tiếng giạc giạc vang lên người kia đã xé vạt áo để buộc vết thương ở cổ nữ lang người đó lại cúi xuống bồng cô lên thiếu nữ áo lam luống cuống đứng ngẩn người ra cô trông rõ một vị lão tăng dâu bạc trùng xuống trước ngực bồng nữ lang áo lục chạy như bay lên núi trong lúc hốt hoảng thiếu nữ áo lam đành chạy theo sau cô trông rõ một vị cao tăng bồng em mình chạy như bay lên chùa Thiếu Lâm. Vì tiểu bảo thoát chết, từ trong gầm bàn chui ra. Gã lẩm bẩm cô em này, dữ quá, sao cô lại liều mình tự tử, nếu mà chết thật thì làm thế nào? Ta, ta trốn con mẹ nó đi cho xong, nhưng gã nghĩ đến người thiếu nữ tư dung tuyệt thế. Lòng gã lại rộn lên, gã tự nhủ, mình có trốn cũng không thoát được, chi bằng đi coi xem sao. Chán gã toát mồ hôi nhỏ giọt gã gắng gượng bò lên núi vì tiểu bảo mới đi được chừng mươi bước thì thấy mười mấy nhà sư trong chùa chạy ra cõng gã cùng bốn nhà sư hàng chữ tĩnh đưa về chùa vì tiểu bảo cùng bốn nhà sư kia đều bị hai cô gái vặn chật khớp tay phép cầm nã nguyên là môn võ công sở trướng của phái thiếu lâm lập tức có nhà sư đến giáp lại những khớp xương bị chật cả năm người ngồi trong thiền điện ngơ ngác nhìn nhau ai cũng lộ vẻ cực kỳ bẽn lẽn sau một lúc vi tiểu bảo nói, "Ta phải đi coi, gã hỏi cho biết hai vị nữ lang hiện đang ở đâu thì có một nhà sư cho biết họ đang ở thiền phòng phía đông." Gã liền đi về phía đó, nhưng vừa quanh hết dãy hành lang đã thấy tám nhà sư tay cầm khí giới xăm xăm đi tới. "Hồi 102, biết mình biết người đánh đâu thắng đấy." Tám nhà sư kia đều là chấp sư tăng trong viện giới luật. Nhà sư đi đầu khom lưng thi lễ nói, "Bạch sư thúc tổ, chủ trì đại sư mời sư thúc tổ đến ngay. Vì tiểu bảo đã được rồi, ta hãy đi xem tiểu cô nương kia sống chết thế nào đã rồi sẽ đến đó. Nhà sư nói, chủ trì đại sư đang chờ trong viện giới luật, kính mời sư thúc tổ lên ngay. Vì tiểu bảo tức giận thoá mà, còn mẹ nó, ta đã bảo muốn đi coi vị cô nương xinh đẹp kia cay đã, ngươi không nghe thấy hay sao? Lúc bình thường vi tiểu bảo tính tình hòa ái nhưng hiện giờ trong lòng nóng này, không nhịn được mở miệng thoá mạ ngay. Tám nhà sư ngơ ngác nhìn nhau, không dám cản trở đành vác giới đao đi theo sau. Vì tiểu bảo vừa tới thiền phòng ở đông viện đã hỏi ngay, vị tiểu cô nương đó không chết chứ. Một vị cao tăng đã khải bẩm sư thúc, tiểu tăng đang cố gắng cứu chữa, mong rằng gỡ được sinh mệnh cho nữ thí chủ. Thiếu nữ áo lam đứng bên cửa sổ trò vào vi tiểu bảo vừa khóc vừa mắng, mọi việc đều do tên tiểu hòa thượng khốn kiếp này mà ra. Vì tiểu bảo nhìn thấy cô, thò lưỡi ra một cái rồi chờ gót chạy đến viện cấm giới thì thấy cửa viện mở rộng. Mấy chục nhà sư thị lập hai bên coi rất nghiêm trọng. Tám nhà sư đi kèm vi tiểu bảo đồng thanh nói, khải bẩm phương trưởng, bọn đệ tử đã mời hối minh tăng đến. Vi tiểu bảo thấy tình trạng oai nghiêm không khỏi mắng thầm, phải chăng đây là nơi thẩm vấn lão đại gia? Tổ bà nó, làm gì mà khệnh khạng thế? Gã tiến vào đại đường thấy Phật tượng đang thắp mười ngọn nến. Phương trưởng hối thông đứng đầu ở mé tả một vị cao tăng to lớn đứng đầu mễ hữu không giận mà oai nghiêm lão chính là trường thức thiền sư thủ tọa viện giới luật bọn tĩnh thế tĩnh thành bốn người đứng ở phía dưới hối thông thiền sư nói sư đệ làm lễ đức như lai đi vì tiểu bảo quỳ xuống lễ phật hối thông lại hỏi câu chuyện ở ngoài quán đón khách thế nào phiền sư đệ nói cho thủ tọa viện giới luật nghe vì tiểu bảo đáp tiểu đệ nghe bọn chúng huyên náo liền chạy tới coi còn vì lẽ gì xảy ra náo loạn, tiểu đệ không hay. Tĩnh thế, đầu đuôi thế nào các ngươi hãy nói đi. Tĩnh thế vâng lời xoay mình lại thuật khải bẩm phương trưởng cùng thủ tọa sư thúc. Bọn đệ tử bốn người nghe hai nữ thí chủ đòi lên chùa liền vào quán đón khách dùng lời lẽ huyền truyền giải thích cho hai nữ thí chủ hay luật lệ bản tự từ trước tới nay không tiếp đãi nữ thí chủ. Nữ thí chủ lớn hơn hỏi, nghe nói chùa Thiếu Lâm tự xưng là võ học chính tông, lại có 72 môn tuyệt kỹ đều là hạng vô địch đương thời. Bọn tiện thiếp đến coi cho biết lợi hại thế nào. Đệ tử liền đáp tệ tự chẳng bao giờ dám xưng là võ công vô địch thiên hạ. Các môn phái trong thiên hạ đều có chỗ sở trường. Phái thiếu lâm đâu dám cuồng ngông tự đại. Hồi thông đại sư nói, người giải thích như vậy là đúng sự thực và đắc thế. Tĩnh thế kể tiếp, nữ thí chủ kia cười lạt hỏi, nếu thế phái thiếu lâm chỉ có hư danh. Mấy môn quyền cước mèo quẻ không bỏ làm trò cười hay sao? Đệ tử đáp xin hai nữ thí chủ cho hay ở môn phái nào và là cao đồ của vị tiền bối nào trong võ lâm. Hối thông nói, phải lắm, hai cô gái đến bản tự sinh sự lại coi võ công bản phái không vào đâu thì tất lai lịch lớn lắm. Cần phải hỏi cho rõ lai lịch bản phái của họ. Tĩnh thế lại kể tiếp, nữ thí chủ kia liền hỏi, người muốn biết môn phái cùng lai lịch của bọn ta ư? Cái đó dễ lắm chỉ coi một cái là biết ngay. Đột nhiên cô tát đệ tử cùng tĩnh thanh sư đệ hai tát. Cô ta ra tay rất mau lẻ, đệ tử chưa kịp phòng bị nên không tránh khỏi, rất lấy làm xấu hổ. Tĩnh thanh sư đệ hỏi, sao hai nữ thí chủ lại động thủ đánh người? Cô gái kia cười đá, các người hỏi lai lịch môn phái, khẩu thuyết vô bằng. Ta ra tay để các người nhìn thấy là biết, cô nói đến đây thì hối minh sư thúc tổ tới nơi. Trừng thức thiền sư hỏi, nữ thí chủ kia ra tay đánh người đã dùng thủ pháp gì? Tĩnh thế, tĩnh thanh cúi đầu xuống thấp, bọn đệ tử không nhìn rõ. Trừng thức hỏi hai nhà sư kia, các người không bị đánh có nhận ra thủ pháp của nữ thí chủ đó không? Hai nhà sư đáp, bọn đệ tử chỉ nghe hai tiếng, bốp, bốp, biết là hai vị sư huynh bị đánh, dường như bàn tay và thân hình y không chuyển động. Trừng thức nhìn phương trượng chờ chỉ thị. Hối thông ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn chấp sự tăng nói, đi mời hai vị thủ tọa viện Đạt Ma và Bát Nhã đường đến đây. Chẳng, mấy, chốc hai vị thủ tọa tới nơi. Thủ tọa viện Đạt Ma là trừng tâm đã cầm đầu thập bát La Hán lên ngũ đài sơn viện trợ chùa Thanh Lương và có mối giao tình với vi tiểu bảo. Trường quan thiền sư, thủ tọa Bát Nhã đường là một vị lão tăng vào chùa tu hành từ lúc 10 tuổi, đến nay đã 80 mà chưa ra khỏi chùa một bước hai thủ tọa nhìn phương trượng thi lễ, hối thông hỏi có hai vị nữ thí chủ đến bản tự sinh sự, không hiểu họ ở môn phái nào. Hai vị kiến văn quảng bác nên mới mời tới đâu để cùng nhau nghiên cứu. Hối thông đem thuật lại những việc đã qua, trừng tâm nói cả bốn tên sư diệt đều không thấy họ ra tay mà hai người bị đánh hai cái bạc tai. Môn võ công này trong thiên diệp thủ đã có rồi. Hồi phong trưởng của phái võ đương, lạc nhạn quyền, của phái côn luân phi phụng thủ, của phái không động cũng để có thủ pháp này. Hối thông hỏi, y chỉ đánh hai trường thì không thể nhận ra của môn phái nào được. Sư đệ, tại sao sư đệ động thủ với chúng? Vì tiểu bảo đáp vì cô nương áo lam kia vặn chật tay bốn, bốn nhà sư. Hối thông bảo, phải rồi, tay chân các ngươi bị vặn chật khớp trong trường hợp nào, nói tường tận cho các vị đây nghe đi. Lúc này Trừng Tâm đã coi kỹ tình hình tứ chi của các nhà sư bị chật khớp và hỏi cặn kẽ thủ pháp của nữ lang. Sau cùng lão hỏi Vi Tiểu Bảo, xin hỏi sư thúc, vị cô nương đó đã vặn chật hai cánh tay của lão nhân gia như thế nào? Vi Tiểu Bảo đáp, lão nhân gia bị nàng túm lấy cổ áo, lập tức toàn thân nhũn ra. Nàng nắm lấy chỗ này này, gã vừa nói vừa chỉ vào sau cổ. Trừng Tâm gật đầu nói, đó là huyệt đại truy, một yếu huyệt trong thân thể con người. Vì tiểu bảo nói tiếp ta xoay người lại để gạt cánh tay nàng ra liền bị nàng đánh một trường vào sau lưng. Lão, lão nhân ra trong lúc bối rối rột tay về chụp loạn lên, thế nào lại chụp đúng ngực nàng. Nàng cũng hấp tấp vặn trẹo cánh tay lão nhân ra và đẩy té xuống đất, nàng lại cầm dao chém loạn xa ngông. Còn mẹ nó, giết người chẳng mất vốn lãi gì. Nàng quyết tâm mưu sát thân phu để trở thành một tiểu quả phụ. Quần tăng nghe hắn nói nhăng nói cả ngơ ngác nhìn nhau. Trừng tâm đứng ở phía sau vi tiểu bảo nhìn thấy áo tăng bảo của gã bị chém ba nhát, không khỏi giật mình kinh hãi hỏi, y chém sư thúc ba nhát đau, thương thế có nặng không? Vi tiểu bảo đắc ý, nhơn nhơn đáp ta nhờ có bảo y hộ thân nên chưa bị thương, cô bé kia đâm ta không chết chắc phải một phen bờ vía, tưởng võ công của lão nhân gia cao thâm khôn lường, liền quay về giữ thế thủ. Thực ra nàng có tấm dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường thì khi nào ta lại làm khó dễ với nàng hối thông sợ vi tiểu bảo tiếp tục nói tầm bậy nên gạt đi sư đệ bấy nhiêu là đủ rồi quần tăng đều hiểu ngay rằng sở dĩ nữ lang kia muốn tự tử chỉ vì cô bị vi tiểu bảo chộp trúng ngực nên cô thẹn quá liều mình còn vi tiểu bảo lúc đó mạng sống như treo trên đầu sợi tóc cứ coi ba vết đao trên tăng bào là cũng đủ biết trong cơn nguy cấp gã rụt tay về chụp loạn xạ lên nắm bừa bất cứ bộ vị nào trên người địch nhân điều đó quả là sự thực chứ không phải gã nói dối huống chi võ công gã kém cỏi bị người ta bắt rũ rồi dĩ nhiên gã tục thân cục cựa thì ra tay còn giữ quy củ thế nào được trừng thức dịu nét mặt lại nói sư thúc lúc trước nghe nữ thí chủ kia mồm năm miệng mười nói là sư thúc không giữ môn quy bần tăng cũng tưởng sư thúc cố tình phạm vào sắc giới nhưng thật ra đây chỉ là lúc tranh đấu mà vô tình gây nên tội lỗi chẳng thể bảo là phạm vào giới luật mời sư thúc ngồi Trường thức nói rồi chính lão tay cầm ghế đặt dưới chỗ hối thông. Hành động này để tỏ ra vì tiểu bảo không phạm lỗi thì viện giới luật không thể khiển trách gã được. Gã lại là bậc tôn trưởng trong chùa nên nhà sư phải thủ lễ. Vì tiểu bảo cười hì hì ngồi xuống ghế. Trường thức thấy thái độ gã lăng mạn, khinh bạc, lại nói càn nói ẩu, không nhịn được nữa liền nghiêm nghị nói: sư thúc tuy không phạm sắc giới nhưng khi thấy nữ thí chủ cũng nên cử chỉ thận trọng giữ vẻ trang nghiêm mới khỏi mất phong độ của một vị cao tăng chùa thiếu lâm. vì tiểu bảo cười đáp ta là một vị cao tăng thì hùng hùng hổ hổ muốn làm gì thì làm ai cả được ta. hối thông toan tìm lời khuyên bỗng nghe trừng quan nói chẳng có môn phái chi hết chìm tâm lấy làm kỳ hỏi phải chăng sư huynh bảo hai nữ thí chủ kia không ở môn phái nào? trừng quan nói đó là võ công học lén, phàm cân thác cốt thử của hai cô này bao gồm thủ pháp của sáu phái thiếu lâm. Võ Đăng, Côn Luân, Không Động, Tuyết Sơn và Điểm Thương. Trừng quan ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp ba nhát đao chém trên lưng sư thúc gồm ba thứ đao pháp của ba phái Nga Mi, Thanh Thành và Sơn Tây. Võ công đã phức tạp mà lại không thuần túy thì chẳng có phái nào trong thiên hạ giống như vậy. Nguyên nhà sư trừng quan tuy chân không bước ra khỏi cửa chùa, nhưng đọc rất nhiều sách vở nên kiến văn mới quảng bác như vậy. Trong chùa Thiếu Lâm thì viện đạt ma chuyên nghiên cứu thư võ công mà chùa chưa biết rõ. Mấy chục vị cao tăng trong bát nhã đường, mỗi vị tinh thông võ công của môn phái khác đó là nguyên tắc có biết người biết mình mới đánh đâu thắng. Đó, cuối đời nhà tùy quần tăng chùa Thiếu Lâm đã từng giúp Lý Thế Dân đánh dẹp Vương Thế Sung. Từ đó võ công phái này vang lừng thiên hạ, hơn ngàn năm thịnh danh vẫn không hề suy giảm, dĩ nhiên võ công của bản phái cực kỳ rộng lớn lại rất mực tinh thâm nhưng bắt nhã đường nghiên cứu các võ công của phái khác cũng là điều chủ yếu. khi đã thông hiểu võ công của phái khác thì một là lấy chỗ sở trường của người để bổ sung chỗ khiếm khuyết của bản phái, hai là khi tỷ đấu với nhịm tay cao thủ bên ngoài thì khi mình đã biết rõ bản lĩnh của đối phương dĩ nhiên chiếm được phần tiện nghi. các đệ tử của phái thiếu lâm sau khi hành hiệp giang hồ về bái kiến bản môn trước hết phải đến dưới luật viện để bẩm báo không phạm tội lỗi gì đồng thời có võ công nào của phái khác vi diệu cũng trinh các nhà sư trong bát nhã đường để ghi vào bút lục trải qua hơn ngàn năm liên tục như vậy nên võ công các phái khác trong thiên hạ chùa thiếu lâm đều thấy rõ ràng như trong lòng bàn tay dù chùa không tìm được người có tài trí tuyệt vời nhưng cũng có thể lãnh đạo được quần hào võ lâm trường quan chuyên tâm nghiên cứu võ học những việc ngoài đời chẳng hiểu tí gì Suốt ngày lão suy nghĩ ngẩn ngơ nhưng khi ai hỏi đến võ công các phái thì lão phân tích một cách rất tinh vi. Văn nhân đọc sách quá nhiều thì thành con, mọt sách. Trường quan thiền sư ở chùa Thiếu Lâm lại chuyên nghiên cứu võ họ nên có thể gọi lão là con mọt trong nghề võ. Trường quan thiền sư suốt ngày chỉ nghiên cứu phân tích các chiêu thức võ công cho đồng môn mà chưa tìm động thủ, một chiêu nào với người ngoài bao giờ nói về sự hiểu biết võ học thì khắp thiên hạ không ai bằng lão nên tất cả quần tăng đều rất kính phục các nhà sư nghe lão nói vậy đều rất kinh dị trừng tâm hỏi té ra hai vị cô nương này không ở trong môn phái nào vậy việc đối xử với họ rất dễ bây giờ chỉ cần cứu cô ta thoát chết rồi đưa họ ra khỏi chùa là không còn phải suy nghĩ gì nữa nhưng hai cô còn nhỏ tuổi mà đã học được nhiều võ công của nhiều môn phái như vậy hãy nói trong mỗi môn phái họ chỉ cần học một chiêu cũng đã mất khá nhiều thời gian chứ không thể một sớm một chiều mà thành tựu. Dĩ nhiên về nguyên nhân này lão không thể giải thích được nên chỉ dương mắt và ngây người ra. Hối thông phương trượng nói, hai vị nữ thí chủ đó chắc là thông tuệ khác thường nên họ tập võ công rất mau lẻ, tưởng cũng là chuyện thường, chẳng có chi là kỳ gì. Chúng ta giải tán thôi, phương trượng nói rồi đứng dậy. Trừng quan mỉm cười nói, ban đầu bần tăng cũng cho là trong võ lâm có một vị cao thủ nào đó truyền dạy tuyệt nghệ cho hai cô nương còn nhỏ tuổi, cốt ý nhục mạ bản phái nên trong lòng ngấm ngầm kinh hãi. Chùa Thiếu Lâm hưởng thịnh danh hơn ngàn năm mà mất hết oai danh vi tay chúng ta thì thật là điều đáng buồn. Quần tăng đều gật đầu, vì tiểu bảo bỗng lên tiếng, theo nhận xét của ta thì võ công của phái Thiếu Lâm bất quá chỉ có vậy mà thôi. Hối thông toàn bước chân ra cửa nghe gã nói thế quay đầu nhìn lại. Vì tiểu bảo hỏi, thanh thanh, tĩnh thế, các người học võ đã bao nhiêu năm? Tĩnh thế đáp, đệ tử đã học được 24 năm, còn sư đệ tĩnh thanh được 22 năm. Vì tiểu bảo hỏi, đúng lắm, hai cô em, cô lớn bất quá 20 tuổi đi học chỗ này một chiêu, chỗ kia một thức. Cái bản lãnh con mèo ba chân mà đánh cho các mấy tay cao thủ chùa Thiếu Lâm đã rèn luyện võ công hơn 20 năm tè đái vãi phân, sống không đỡ gạt được chết không có đất chôn cắm đầu chạy không thoát thế thì một chiêu nửa thức của phái côn luân hay võ đang gì đó đem so sánh với võ công chính tông của phái thiếu lâm chúng ta còn ghê gớm hơn nhiều bọn hối thông trừng thức trừng tâm đều cực kỳ bẽn lẽn mấy lời của vi tiểu bảo tuy chẳng lọt tay chút nào nhưng trong lúc nhất thời khó mà giải thích được trừng quan gật đầu nói sư thúc nói rất có lý có lý trừng thức hỏi sao sư huynh lại bảo là có lý trừng quan nó y muốn chiết giải phân thân tháp cốt thủ của hai vị nữ thí chủ đó thực ra chẳng khó khăn gì bọn tiểu hòa thượng vào hàng chữ thông thì dĩ nhiên rồi chỉ e trừng thông là còn chưa đủ công lực quần tăng nghe trừng quan nói vậy đưa mắt nhìn nhau lặng lặng không lên tiếng nữa nên biết tăng lữ hiện nay ở hàng chữ chừng có hơn hai mươi vị chỉ một mình trừng thông là còn ít tuổi còn lại là đều đã ngoài sáu mươi phải mấy chục năm rèn luyện võ công mới đủ đối phó được với hai thiếu nữ nhỏ tuổi thì dường như võ công chùa thiếu lâm chẳng lấy gì làm cao minh. Hối thông giải thích võ công bản phái ban đầu rèn luyện rất bình thường, không có chi kỳ lạ, nhưng khi càng luyện càng đi vào chỗ cao thâm. Bản phái không cần sự mau chóng, thời kỳ rèn luyện đầu tiên không bằng các phái khác mà thành như vậy. Trừng thức, trừng tâm đồng thanh nói, phương trượng nói phải lắm, các nhà sư ra khỏi giới luật viện rồi vì tiểu bảo lắc đầu quầy quậy trừng quan trao mày ngẫm nghĩ rồi gục gặc cái đầu hối thông trừng tâm đưa mắt nhìn nhau nghĩ thầm một già một trẻ này đều là đồ ngu ngốc mặc kệ chúng rồi ai nấy về phòng mình trừng quan ngẩng đầu nhìn lá cây ngân hạnh lác đác rơi ngoài sân ngơ ngẩn xuất thần một lát rồi ngó vi tiểu bảo nói tiểu sư thúc sư diệt muốn đi coi vị nữ thí chủ đó xem tình trạng thế nào vì tiểu bảo cả mừng đáp phải đấy ta cùng đi với lão hai người đến thiền phòng ở Đông Viện, nhà sư già trị thương cho nữ lang áo lục ra nghênh tiếp. Vì tiểu bảo hỏi, vị cô nương đó liệu có chết không? Lão tăng kia đã xem chừng có thể trị chữa được, không đến nỗi ủ mạng. Vì tiểu bảo reo lên, hay quá, hay quá, gã tiến vào thiền phòng thấy nữ lang áo lục đang nằm trên giường, hai mắt nhắm, nhìn, mặt không còn một chút khí sắc, lợt lạt như tờ giấy. Đầu cô băng bằng vải trắng, tay phải thò ra khỏi chăn, năm ngón tay nhỏ mà dài trắng như bạch ngọc. Đầu ngón tay đều lúng đồng tiền, vì tiểu bảo trong lòng dạo rực không nhịn được nữa, muốn tiến đến gần mân mê bàn tay cô. Vì tiểu bảo hỏi mạch cô này còn chạy không, đồng thời gã vươn tay ra như thể cầm mạch, thiếu nữ áo lam đứng cuối giường thấy vì tiểu bảo tiến lại, cô tức giận lớn tiếng quát đừng đụng vào người y, cô thấy gã không rột tay về liền thỏ tay trái ra chụp vào ngực gã. Trường quan giơ ngón tay giữa bật vào huyệt dương cốc tay trái thiếu nữ. Lão nói, chiêu này của thí chủ là phép cầm nã của nhà họ Hắc ở Sơn Tây. Thiếu nữ áo lam biến chiêu rất mau lẻ. Cô rụt tay về, tiện đà huyết khuỷu tay một cái. Trường quan lại bật ngón tay vào huyệt tiểu hải dưới khuỷu tay thiếu nữ. Thiếu nữ lại vung tay mặt lên đánh. Trường quan bật ngón tay giữa ra bức bách thiếu nữ phải thu chiêu về, lùi lại một bước. Nữ lang vừa kinh hãi, vừa tức giận vung song quyền như gió, chớp mắt đã đánh ra 7,8 chiêu. Trừng quan gật đầu khen, quyền thuật hay quá, quyền thuật hay quá, lão bật ngón tay 7,8 cái. Thiếu nữ la lên một tiếng, úi chao, huyệt thanh lãnh uyên bên cánh tay mặt cô bị trúng một chỉ. Cánh tay này không cục cựa được nữa, cô vẫn nộ cất tiếng thóa mạ từ hòa thượng. Trừng quan lấy làm kỳ hỏi, ô hay, bẩn tăng còn sống đây sao cô lại kêu bằng, từ hòa thượng nếu bần tăng chết thì sao còn bật được ngón tay vào nữ thí chủ nữ lang thấy nhà sư võ công cao cường trong lòng không khỏi khiếp sợ nhưng miệng cô không chịu thua mắng lại bữa nay lão còn sống nhưng ngày mai sẽ chết trừng quan ngơ ngác hỏi sao nữ thí chủ lại biết thế chẳng lẽ nữ thí chủ có tài biết trước những việc sẽ xảy ra nữ lang hoáng dặng một tiếng rồi nói bọn thầy chùa thiếu lâm đều miệng bôi mỡ lưỡi trơn tuồn tuột Cô cho là chừng quan dỡn cợt mình chứ có biết đâu nhà sư già này võ công cao cường mà chả hiểu gì về thế sự. Suốt đời lão không bước chân ra khỏi cửa chùa, các tăng lữ đều giữ nghiêm giới luật là không nói tầm bậy. Trước nay chưa ai nói với lão một câu giả dối, lão tưởng khắp thiên hạ không có chuyện gì giả dối. Lão nghe nữ lang nói vậy cũng tự hỏi, chả lẽ trong đồ chay bữa nay cho nhiều dầu đậu quá. Lão đưa tay lên lau mồm lau miệng, uốn đầu lưỡi lại mà không hiểu thế nào là đầu lưỡi trơn tuột. Trừng quan còn đang kinh ngạc, lại nghe thiếu nữ qua, ra đi, đừng lắm miệng nữa làm kinh động đến y. Trừng quan nói, chúng ta đi thôi, vì tiểu bảo ngơ ngẩn nhìn thiếu nữ nằm trên giường, ừ, một tiếng nhưng vẫn đứng yên. Thiếu nữ áo lam từ từ chuyển tới sau lưng gã, đưa tay đẩy một cái. Vì tiểu bảo vừa, ối, lên một cái đã bị hất ra khỏi phòng, ngã té huyệt xuống đất gã la dầm lên, úi theo, úi theo, gã tưởng chừng bao nhiêu khớp xương trong mình đều dã rời, không bò dậy được nữa. Trừng quan nói, chiều đó kêu bằng, giang hà nhật hạ, nguyên là trưởng pháp của phái Lao Sơn. Nữ thí chủ sử chưa đúng lắm, lão ra khỏi phòng đỡ vi tiểu bảo dậy nói tiếp, sư thúc, nữ thí chủ đầy phát trường này ra, mình có 13 cách đối phó. Nếu không muốn cùng y tranh đấu thì trong 6 cách tránh né, dùng cách nào cũng được bằng muốn đánh lại thì có bảy cách là câu huyền, thác ngoại, chỉ đàn, phản điểm, mã tí, tà cách và đảo thích. Trong bảy môn này chỉ cần dùng một là đủ hòa dài. Vì tiểu bảo bị té nặng, cả sau lưng lẫn mông đít đều đau đớn cơ hồ không chịu nổi. Gã tức quá quát lên, bây giờ lão mới nói thì còn làm gì được. Trừng quan đáp giả giả, sư thúc dậy phải tâm, sư diệt thật là có lỗi. Giả sử sư diệt nói trước thì sư thúc không muốn làm khó dễ với nữ thí chủ mà chỉ né tránh cũng không đến nỗi bị ngã đau. Vì tiểu bảo động tâm nghĩ thầm, hai cô này hung dữ quá, mai đây nhìn thấy mặt chắc các cô lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh mình thì khó lòng mà chống đỡ nổi. Ta cần nghĩ ra biện pháp nào để đối phó mới được. Hồi 103, vì tiểu bảo học đòi làm trường giả. Vì tiểu bảo lại nghĩ nhà sư già này thông hiểu võ công của hai cô kia rất rõ ràng lão chỉ cần bật ngón tay một cái cũng đủ làm cho cô gái áo lam kia không dám khinh mạn nữa ta muốn lấy được nữ làng áo lục xinh đẹp kia làm vợ thì phải gạt được lão luôn luôn theo bên mình để bảo giá mới xong nhưng gã lại tự hỏi lão này già quá rồi chẳng biết còn sống mấy ngày nữa nếu lão chết bất tử há chẳng hỏng bét gã liền cất tiếng hỏi vừa rồi lão chỉ bật ngón tay mấy cái mà con nhỏ kia chịu lép một bề đó là công phu gì vậy trừng quang đáp chiều đó kêu bằng đàn chỉ thần thông tiểu sư thúc không biết ư vì tiểu bảo nói ta không biết chi bằng lão dạy ta đi trừng quang đáp sư thúc đã ra lệnh dĩ nhiên tiểu diệt phải nghe theo công phu đàn chỉ thần thông này cũng không khó học chỉ cần nhận huyệt cho thuần đích rồi nhà kinh lực ở ngón tay vào huyệt đạo của đối phương là họ chịu liền vì tiểu bảo nghe lão nói học công phu đàn chỉ thần thông chẳng khó khăn gì thì trong bụng mừng thầm Gã bản tính hiếu động, sợ nhất là phải ngồi tĩnh tâm lâu ngày để luyện công, liền nói, thế còn gì hay bằng, lão dạy ta lẹ đi. Trừng quang đá, sư diệt chưa hiểu sư thúc đã luyện được được đến bậc thứ mấy của nội công dịch cân kinh. Xin sư thúc thử bật ngón tay coi, vì tiểu bảo hỏi bật như thế nào, trừng quang liền bật ngón tay ra đánh vèo một cái, một luồng kinh lực vút ra hất tung chiếc lá cây đang nằm dưới mặt đất lên cao. Vì tiểu bảo cười nói, cái này coi ngộ quá, gã liền bắt trước bấm ngón tay trái và ngón tay phải rồi bật ra nhưng chẳng thấy gì. Cả bụi cát cũng không bắn lên chút nào. Trừng Quang nói, té ra sư thúc chưa từng luyện nội công về dịch cân kinh. Muốn luyện môn nội công này thì phải luyện môn bát nhã trường trước. Để sư diệt coi và phân tích bát nhã trường của sư thúc nội công sâu nông thế nào rồi sẽ truyền thụ dịch cân kinh. Vì tiểu bảo đáp bát nhã trường ta cũng chưa hiểu trừng quang nói cái đó cũng không sao chúng ta hãy cùng phân tích môn niêm hoa cầm thủ rồi sẽ tính vì tiểu bảo hỏi lại niêm hoa cầm thủ là cái gì ta chưa từng nghe nói tới trừng quang lộ vẻ khó nghĩ đáp nếu vậy chúng ta thử chết chiêu môn khác dễ hơn một chút là kim cương thần trường cũng được nếu sư túc lại cũng không hiểu kim cương thần trường thì thử môn thủ thức ba la mật không hiểu ba la thì thử tán hoa trưởng à phải rồi tiểu sư túc hãy còn nhỏ tuổi chưa học được bao nhiêu. Vậy những môn vi đà trưởng, la hán trưởng, phục hủ quyền, thiếu lâm trưởng quyền. Lão kể ra một lô nào quyền pháp, trưởng pháp, môn nào vi tiểu bảo cũng lắc đầu. Trừng quang tính nết cực kỳ hiền hậu. Lão thấy vi tiểu bảo chẳng hiểu tí gì cũng không nổi nóng, chậm rãi nói. Võ công của phái thiếu lâm chúng ta học lần lần theo thứ tự. Trước hết là học thiếu lâm trường quyền thành thục rồi mới qua phục hổ quyền rồi đến la hán trường học được bấy nhiêu nội ngoại công căn bản đã tương đương và có thể học qua Vi Đà trường. Thông thường trường pháp này phải học mất 5 năm, người nào thông minh học tiếp tới Tán Hoa trường, khi môn Tán Hoa trường này thành thục rồi thì bọn đệ tử ở các môn phái khác trong Võ Lâm khó lòng địch nổi. Đến môn Ba La mật có học được hay không là do tư cách của từng người mà quyết định tì như bọn Tĩnh Thế, Tĩnh Thanh và mấy tên sư diệt khác hiện đang luyện Tán Hoa trường phải mất 10 năm nữa thì tĩnh thanh may ra có thể luyện sang ba la mật. Còn tĩnh thế ít chuyên tâm về võ học nên luyện môn ba la mật chỉ có hại chứ chẳng lợi gì. Sư Diệt cho rằng gã nên học thiền trượng là hay hơn. Vì tiểu bảo nghe nói bước đường học võ rất nhiều khê, bất giác hít một hơi khí lạnh rồi hỏi. Lão vừa nói môn đàn chỉ thần thông cũng không khó học nhưng bắt đầu từ môn thiếu lâm trường quyền kế đến các quyền pháp, trường pháp khác, rồi mới luyện tới đàn chỉ thần thông như vậy phải mất bao nhiêu năm mới có cơ thành tựu? Trừng quang đã về điểm này sổ sách ở trong bát nhã đường đã có nhưng chưa rõ. Vào đời hậu tấn trong ngũ đại, bản tự có pháp tuệ thiền sư được trời phú cho tính thông minh, mới vào ở chùa có 36 năm mà đã luyện được môn đàn chỉ thần thông. Vị này học võ tiến triển thần tốc, từ trước tới nay không ai theo kịp mà chắc rằng sau này cũng không có ai, bén gót thư đến Linh Hưng Thiền Sư và đời kiến viêm nhà Nam Tống cũng chỉ mất 39 năm đã luyện xong môn đàn chỉ thần thông. Các bậc tiền bối hành trăm năm nay cũng khó lòng gặp được những kỳ nhân như vậy, khiến cho người đời phải khâm phục vô cùng. Bọn hậu bối chỉ có cách tưởng tượng trong đầu óc mà thôi. Vì tiểu bảo lại hỏi, kể từ ngày bắt đầu luyện võ cho tới khi lão luyện xong đàn chỉ thần thông cả thầy mất bao nhiêu năm? Trừng Quang cười nói, sư diệt bắt đầu luyện môn thiếu lâm trưởng quyền từ lúc mới 11 tuổi nhờ phúc phận được đưa vào làm đệ tử hối trí thiền sư học nhanh hơn các vị sư huynh sư đệ đồng môn. Đến năm 53 tuổi mới đủ lề lối về môn chỉ pháp này. Vì tiểu bảo hỏi, lão luyện võ từ năm 11 tuổi mà đến năm 53 tuổi mới hiểu sơ lược đường lối của môn đàn chỉ thần thông này. Như vậy lão phải học cả thầy 42 năm mới thành ư. Trừng Quang rất lấy làm đắc ý đáp, sư diệt liên 42 năm thành môn đàn chỉ thần thông là liệt vào hạng thứ ba trong bàn phái mà bàn phái đã sáng lập hàng ngàn năm nay. Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp, đó là kể về thời gian luyện đứng vào hàng thứ ba, nhưng về nội lực, sư diệt cũng bình thường thôi, chỉ được đứng vào hàng thứ 70 trở xuống. Lão nói câu sau có vẻ hơi buồn, vì tiểu bảo nghĩ bụng, lão đứng ở hàng thứ ba cũng vậy mà ở hàng thứ 73 cũng thế. Nếu lão gia cũng phải luyện 42 năm như lão mới mới xong chỉ pháp này thì cô chiêu kia và lão gia đây đã sắp xỉ 60 rồi. Thành ông già bà cả hết rồi. Lão gia còn luyện làm cái đếch gì? Gã nghĩ vậy liền nói, tiểu cô nương nhà người ta luyện có 1,2 năm mà lão phải luyện đến 4,5 năm mới tháng nổi thì thật là kém quá. Trường Quang cũng đã tính tới điểm này, lão nghĩ bụng một lát rồi trả lời, sư thúc nói phải lắm võ công phái thiếu lâm của chúng ta mà đem ra so sánh với mọi người kiểu này thì thật là mất mặt. Vì tiểu bảo bụng bảo dạ ta phải khích lão mấy câu mới được. Gã liền hỏi, lão là thủ tỏa của bát nhã đường mà không nghĩ ra cách nào để xúc tiến công việc rèn luyện. Ngõ hầu rút ngắn được thời gian lại thì còn mặt mũi nào trông thấy các vị cao tăng chùa thiếu lâm trên ngàn năm nay. Khi lão chết đi, các vị pháp tuệ thiền sư, Linh Hưng thiền sư gì gì đó lại còn sư huynh ta là hối trí thiền sư tất hỏi đến và của trách lão là hạng toi cơm, không chăm việc bổn phận, NGS tương đương cách bảo vệ oai danh của phái thiếu lâm thì lão đối đáp với các vị ra làm sao đây? Đây há chẳng phải là một điều thẹn đến chết người, gương mặt già nua của trừng quang đỏ bừng lên, lão sợ hãi vô cùng, gật đầu lia lịa đáp, sư thúc dậy trí phải để sư diệt về phòng nghiên cứu lại sách vở võ công trong bát nhã đường xem có diệu pháp nào rèn luyện cho mau thành được chăng. Vì tiểu bảo cả mừng nói, phải rồi, nếu lão không nghiên cứu được diệu pháp thì phái thiếu lâm ta đừng dương danh trên giang hồ nữa mà phải mời hai vị cô nương đó, cô lớn làm phương trưởng, cô nhỏ làm thủ tọa bát nhã đường. Việc truyền thủ võ công do hai cô đảm trách thì những công phu ngớ ngẩn của chúng ta mới mạnh lên được vì võ công của hai cô hơn chúng ta nhiều. TNmJ quang ngơ ngác hỏi, hai vị nữ thí chủ làm phương trưởng và thủ tỏa của bản tự sao được? Vì tiểu bảo đã ai bảo lão không nghĩ ra biện pháp truyền đạt võ công cho mau lẻ. Phương trưởng và lão mất mặt là chuyện nhỏ, còn phái thiếu lâm từ nay mất đất đứng trong võ lâm mới là chuyện lớn. Mấy ngàn sư sãi trong bản tự đều đến lại hai cô làm sư phụ thì làm sao? Người ta sẽ tự hỏi, phí mấy chục năm học võ công phái, thiếu lâm làm cách khỉ khô gì? trong khi hai vị tiểu cô nương chỉ học có mấy tháng hoặc một năm đã bẻ chật tay chân các vị hòa thượng chùa thiếu lâm rùm rụp. Ai mà trả bảo cầu tay chân cho được lành mạnh. Tất nhiên họ kính thỉnh cô bé làm thủ tọa bát nhã đường vi tiểu bảo thuyết một hồi như vậy khiến Trừng Quang lo sợ, chán toát mồ hôi nhỏ giọt. Hai tay không ngớt run bần bật, lão nói, dạ, dạ, mời hai vị tiểu cô nương lên làm phương trượng và thủ tọa bàn tự thi, thi, thi. còn đâu là thể diện vì tiểu bảo lại hỏi có đúng thế không khi đó chúng ta đừng kêu bằng phái thiếu lâm nữa trùng quang hỏi lại vậy vậy chúng ta kêu bằng gì vì tiểu bảo đã kêu bằng thiếu nữ phái chùa thiếu lâm cũng phải đổi thành chùa thiếu nữ chỉ sửa có một chữ thôi thì có khó khăn gì trừng quang sắc mặt tái mét nói không được sư diệt phải nghĩ cách cải thiện việc rèn luyện võ công sư thúc sư diệt xin cáo từ vì tiểu bảo đã hãy khoan vụ này lão phải giữ bí mật lắm mới được nếu để kẻ khác hay biết là không ổn đâu trừng quang hỏi tại sao vậy vì tiểu bảo đáp vì họ không tin và lão cũng không chắc đã tìm ra được biện pháp nào khác hai vị tiểu cô nương chấm kia còn dưỡng thương ở trong chùa quần tăng đã phải một phen vỡ mật nếu họ bảo nhau và bái các cô làm sư phụ thì phái thiếu lâm to lớn chúng ta há chẳng đi đến chỗ giải tán ư trừng quang nói lời chỉ giáo của sư thúc thật là chí lý vụ này liên quan đến việc tồn vong hưng suy và đến oai danh hơn ngàn năm của bản phái quả không thể tiết lộ ra ngoài được lão rất cảm kích hối minh sư túc đã tận tình chỉ điểm và nghĩ thầm vị sư túc này tuy còn nhỏ tuổi nhưng có con mắt nhìn xa trông rộng. đã được liệt vào hàng tiền bối sư tôn quả nhiên không phải tầm thường nếu không được lão nhân ra tinh thần sáng suốt kiến thức cao minh chỉ bảo cho thì phái thiếu lâm mình không khỏi biến thành phái thiếu nữ một môn phái lừng lẫy nhất ngàn năm dần chìm đắm vạn kiếp không móc đầu lên được vì tiểu bảo thấy lão lật đật cất bước tăng bào rung động hiển nhiên sợ hãi vô cùng thì nghĩ thầm nhà sư này liều cái thân già về nghĩ phương pháp không biết có ra không ta nói ở một phen ai cũng nhìn thấy hàng trăm chỗ sơ hở nhưng chỉ cần lão đừng bàn tính gì với ai là được rồi lão này ngây ngô chắc không hiểu mình gạt lão gã thấy hai tay vẫn còn ngâm ngầm đau lại nhớ tới cô gái nguyệt thẹn hoa nhưng nằm trên giường thì không khỏi lòng hưu giả vườn. Gã muốn trở lại nhìn cô một lát, vì tiểu bảo quay đi quay lại được mấy bước bóng thấy sau bức rèm cửa thấp thoáng bóng quần màu lam liền nghĩ ngay tới thủ đoạn tàn độc của thiếu nữ áo lam mà bên mình không còn TNMG quang hộ giá. Sợ một mình lần vào tất sẽ bị một phen đau khổ nữa, gã đành thở ngắn than dài lần về thiền phòng nằm nghi sáng sớm hôm sau vi tiểu bảo lại mò đến thiền phòng phía đông thám thính nhà sư già trị bệnh cho nữ lang thấy vi tiểu bảo chắp tay nói chào sư thúc vi tiểu bảo hỏi ngay thương thế của nữ thí chủ có bất chút nào không nhà sư già đáp nữ thí chủ đó lúc nửa đêm đã hồi tỉnh cô biết hiện đang ở trong bản tự muốn lập tức đi ngay miệng thốt ra những điều vô lễ sư diệt tìm lời khuyên giải thì cô nói là cô quyết không ở lại trong chùa của tên tiểu tiểu hòa thượng vì tiểu bảo thấy nhà sư nói ấp a à, ấp úng thì hiểu ngay vị cô nương đó đã thoá mà gã là tiểu dâm tặc hay tiểu ác tăng gì gì đó. Gã lại hỏi thế rồi sao nữa, nhà sư già đáp, sư điệt tìm lời khuyên giải nhưng tiểu cô nương gắng ngượng ngồi dậy rồi tỉ, tỉ của cô đến đỡ cô ra đi. Sư diệt không dám cản trở đành để các cô xuống núi và đã bẩm báo vụ này lên phương trượng rồi. Vì tiểu bảo gật đầu nhưng trong lòng cụt hứng, tự hỏi, không hiểu cô ta đi đâu. Cô ta không nói tên tuổi thì việc điều tra tông tích họ không phải dễ dàng. Gã xoay chuyển ý nghĩ tự nhủ, hai vị cô nương võ công chắc tuyệt. Lúc ra tay lại đủ võ công các phái thì may có thể điều tra ra được. Nói rồi gã cất bước về bát nhã đường. Vào tới nơi gã thấy nhà sư Trừng Quang đang ngồi dưới đất. Xung quanh lão đầy dãy sách vở, có đến vài trăm cuốn. Lão hai tay ôm đầu ra chiều suy nghĩ rất mông lung trong mắt nổi lên những tia đỏ nguyên trừng quang suốt đêm không ngủ cứ nhìn bộ dạng này đồ biết lão chưa tìm ra được giải pháp nào trừng quang thấy vi tiểu bảo đến dương cặp mắt ngơ ngác lên tựa hồ không biết gì lão để hết tâm trí suy nghĩ cực kỳ khổ sở nhất nhất mọi việc xung quanh lão chả còn thấy gì nên biết phái thiếu lâm đã nghiên cứu võ công phái nào là nghiên cứu đến tận gốc rễ chẳng thà chậm chạp để hiểu rõ còn hơn nhanh chóng để hiểu lờ mờ vượt mức để thành công mau chóng là điều tối kỳ đối với võ công của phái thiếu lâm trừng quang tuy hiểu gần hết võ học trong thiên hạ nhưng muốn lo đà phá cấm điều của bản phái để sáng lập ra phương pháp mau thành công thì chẳng thế nào mà lão làm được dù lão có tìm ra biện pháp thì cũng phải có thời gian chứ không thể một sớm một chiều mà xong vì tiểu bảo thấy trừng quang vẻ mặt đăm chiêu cực kỳ khổ não gã muốn ăn ủi lão mấy câu nói cho lão hay hai vị cô nương kia đã bỏ đi rồi bất tất phải gấp rút tìm biện pháp, nhưng rồi gã lại nghĩ, nếu lão không dụng tâm thì tìm ra thế nào được. Vậy ta an ủi lão chỉ tổ làm cho lão sinh ra lười biếng, không chịu suy nghĩ nữa. Thấm thoát chẳng bao lâu đã hơn một tháng trôi qua, vì tiểu bảo thường vào bát nhã đường thám thính nhưng chỉ thấy trừng quang thây khô như hạc, hình rong tiểu tụy, chẳng nói thẳng rằng như kẻ si ngốc. Có lúc lão đứng dậy tay đâm, chân đá một hồi rồi lại lắc đầu ngồi xuống khí trời ngày một ấm áp vì tiểu bảo thấm thoát đã ở trong chùa được nửa năm mà vẫn chưa thấy chỉ dụ của nhà vua đưa tới gã uống thuốc bổ và thuốc giải của thái hầu chất độc đã tiêu trừ hết người gã dần dần cao lớn giọng nói ồm ồm không còn giống như một thằng nhỏ nữa đã hơn tháng nay ngày nào gã cúng vài chục lần như tới nữ lang áo lục trong lòng lại ai oán chừng quang lão hòa thượng là người ngu xuẩn bấy nhiêu ngày tháng vẫn chưa nghĩ ra được các môn võ để khắc chế nữ lang một cách mau lẹ gã định bụng hễ học được võ công ấy rồi thì chẳng cần có thánh chỉ hay không gã sẽ xuống núi tìm nữ lang áo lục một hôm gã buồn quá chẳng biết làm gì liền nhét tiền vào túi xuống núi du ngoạn một phen gã rời núi thiếu thất đi về phía tây chừng mấy chục dặm thì tới một tòa thị trấn kêu bằng đào đầu phố gã liền tìm vào một tiệm bán y phục mua quần áo giày khăn rồi chạy đến một góc núi ngoài thị trấn để thay đồ mới. Gã gói quần áo nhà sư cho vào trong bọc treo trên vai rồi chạy đến bờ suối soi mình. Nhìn thấy bóng dáng mình như công tử con nhà giàu, gã yên giả trở về thị trấn tìm tới một tửu lầu sai dọn mâm dượn đủ thịt, cá, gà, vịt, ăn no một bữa. Vì tiểu bảo ăn uống xong đứng dậy trả tiền, ra khỏi tiểu lầu miệng lầm bầm, ta phải đi tìm sòng bạc chơi một phen cho thỏa chí. Gã biết sòng bạc thường ở chỗ tối tăm nhỏ bé liền đi vào những ngõ nhỏ, nhìn ngang nhìn ngừa. Vì tiểu bảo tiến vào hẻm nhỏ chú ý lắng nghe những tiếng gọi nhau y ới. Quả nhiên đến hẻm thứ bảy bỗng nghe thấy những tiếng người hô, thông cật, thiên công, thiên cửu vương. Mấy câu hô này lọt vào tai rất êm ái, so với những câu niệm suốt ngày, nam mô a di đà Phật, thật khác nhau một trời một vực gã rảo bước tới nơi đầy cửa, một hán tử cỡ khoảng 40 tuổi, đội mũ lệch từ trong đi ra nhìn thấy vì tiểu bảo buông sóng, vào đây làm gì, vì tiểu bảo lấy trong bọc ra một đánh bạc vừa cười vừa nói, ngứa tay vào đây nướng mấy đánh bạc chơi. Hán tử nói, trong này không phải là dòng bạc mà là nhà chứa. Tiểu huynh đệ, người có muốn nhìn thấy các cô thì mấy năm nữa lớn lên hãy tới. Vì tiểu bảo thèm đánh bạc lâu ngày, từ lúc gã nghe những tiếng hô, thông cật, thiên công, thiên cửu vương, thì, dù sập trời cũng phải vào đánh mấy tiếng. Huống chi kỹ viện lại là nơi hắn sinh trưởng từ thuở nhỏ. Vào kỹ viện khác nào về thăm cố hương thì gã còn ngại ngùng gì nữa. Gã liền cười nói, chú bảo mấy cô sắp trà nước. Đêm nay thiếu gia muốn bày bàn tiệc hoa. Gã cầm đỉnh bạc 7,8 lạng dí vào tay hán tử cười nói, để chú uống rượu. Tên gia nhân cả mừng vớ được khách sộp liền tươi cười nói, đa tạ thiếu gia hậu thường hắn lớn tiếng hô, có khách, có khách, rồi kính cẩn đưa gã vào trong nhà. Mụ chủ ra nghênh tiếp thì thấy một thiếu niên lối 15, 16 tuổi ăn mặc sang trọng, nghĩ bụng, chắc thằng nhỏ này con nhà giàu lấy cắp tiền đi vung vãi. Tội gì ta chẳng khoét gã một phen xài chơi, mụ cười hì hì, dắt tay gã nói, tiểu thiếu gia theo lề lối ở đây thiếu gia muốn mở hàng phải lì xì. Si. Thiếu gia muốn coi mặt cô nào thì phải thưởng tiền trước vì tiểu bảo vênh mặt lên hỏi mụ khinh ta là con cừu non chưa từng bước vào kỹ viện bao giờ chăng nhưng lão gia là tay làng chơi nổi tiếng là tay sành sỏi trong chốn yêu hoa lão gia vào đây chơi nhăng một chút gã mở ra học tập ngân phiếu đến ba bốn trăm lạng quật xuống bàn đến bạch một cái rồi nói tiếp tiền trà nước là năm đồng cân bạc cho mỗi cô hoa khôi thì ba lạng má má chủ nhân được một lạng kẻ bưng trà năm đồng cân nương gì cũng năm đồng cân. Bữa nay lão gia cao hứng nhất nhất cho tăng gấp đôi. Gã nói luôn một chàng dài, toàn từ ngữ trốn hồng lâu kỹ viện, mụ chủ ngần cả người ra. Mụ ngơ ngác một lúc rồi cười nói, té ra tiểu gia là một làng soi, ta coi lầm người rồi. Không hiểu tiểu thiếu gia mở mấy nơi kỹ viện, vì tiểu bảo đáp lão gia ở thành Dương Châu có lệ xuân viện và di tình viện, ở Bắc Kinh mở xương xuân viện và thường tâm viện, ở nam kinh có nhu tình viện và thụy cúc lầu tất cả có sáu viện thực ra sáu nhà này đều là những kỹ viện chứ danh ở thành dương châu nếu không thì sao trong lúc nhất thời gã bịa được ra tới sáu kỹ viện mụ chủ nghe nói nhủ thầm vậy gã là một đại lão bản làm chủ những sáu kỹ viện cách làm ăn của gã không phải là tầm thường mụ liền cười đáp thiếu gia thích loại cô nương nào bồi tiếp vì tiểu bảo đã ở thị trấn bé nhỏ này làm gì có những cô ở Tô Châu cũng như những cô ở Phủ Đại Đồng. Mụ chủ ra chiều bẽn lẽn nói, có thì có đẩy nhưng mà giả hiểu, chính y ở huyện Phần Dương, tỉnh Sơn Tây thì chỉ gạt được những kẻ khù khờ, không dám gạt những tay chơi sành sỏi hay nhà chuyên môn. Vì tiểu bảo nói, ngủ cho tất cả các cô trong viện ra đây để thiếu gia chấm. Bất chấp thiếu gia có ưng hay không cũng thưởng mỗi cô ba lạng mụ chủ mừng quýnh cho gọi tất cả các cô đến chỉ trong chớp mắt thiếu gì loan phượng thiếu gì yến oanh trong phòng chật ních những ả à mày ngài trong kỹ viện thị trấn nhỏ bé này dĩ nhiên toàn các cô chân tay thô kịch, phấn son tô điểm cũng vụng về cô nào cô ấy cũng ưỡn lẹo quá sức làm dáng vì tiểu bảo thích quá mặc dù ả à thì mày rầm lưỡng quyền cao ả à thì miệng rộng môi dày, so với gã còn xấu gấp mấy lần nhưng gã lập trí từ tuổi nhỏ phải được một phen làm tay hào phóng trong kỹ viện. Bữa nay gã mới thỏa chí bình sinh, vẻ mặt nhơn nhơn đắc ý, gã keo luôn một thị kéo tới hôn vào môi. Bỗng gã thấy mùi hành tỏi sặc sụa xông vào mũi tựa hồ muốn lộn ngừa. Bất thình lình rèm cửa kéo lên, hai cô gái bước vào. Vì tiểu bảo hớn hở cười nói, hai cô em vào cả đây, cho ta hôn một cái nào. Gã chưa dứt lời đã nhìn rõ mặt hai cô bỗng gã giật bắn người, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Vì tiểu bảo hét to một tiếng thật to rồi nhảy vọt đi, khiến cho hai ả đang ôm gã bị hất lăn xuống đất. Người mới đến chính là thiếu nữ áo lục mà gã vẫn ngày đêm mơ ước và sư tỷ là cô thiếu nữ áo lam. Hồi 104. Tiểu sư thúc chỉ điểm trừng quang, thiếu nữ áo lam cười lạt nói, ngươi vừa ra khỏi thị trấn là bọn ta theo gót liền để coi ngươi làm trò tồi bại gì vì tiểu bảo lưng toát mồ hôi lạnh ngắt gượng cười hỏi, vị cô nương kia, vết thương ở cổ cô đã đã bớt chưa? Nữ lang áo lục chỉ hứa một tiếng chứ không thèm lý gì đến gã. Thiếu nữ áo lục tức giận nói, chị em ta hàng ngày chờ ngươi ở ngoài chùa Thiếu Lâm, hễ thấy ngươi ra là phanh thây làm muôn đoạn đẳng rửa mối thâm cừu đại hận cho muội tử ta. Hay lắm, trùng quý đức thượng đế không phụ người khổ nhân tâm, xui khiến cho tên ác tăng bữa nay lại lọt vào tay bọn ta vì tiểu bảo la thầm, chết cha rồi, chết cha rồi, bữa nay lão gia phải quy tiên mất, gã cười đáp, thực ra, thực ra tại hạ chẳng làm điều chi nên tội với cô nương. Bất quá mới mới chụp một chút ngoài áo, cũng chẳng ăn thua gì tại hạ coi, coi chừng. Nữ lang áo lục mặt đỏ bừng lên, mắt lộ sát khí. Thiếu nữ áo lam lạnh lùng hỏi, vừa rồi ngươi nói cái gì? Người bảo chúng ta làm sao? Vì tiểu bảo đáp, hỏng hết, hỏng hết vụ này tại hạ lầm to rồi. Tại hạ tưởng hai vị là cũng là những hoa cô nương trong kỹ viện nên mới nói vậy. Nữ lang áo lục khẽ bảo sư tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ nhiều lời với thằng chọc đê hèn càn dỡ đó làm chi cho mệt. Chém phứt gã cho rồi, soạt một tiếng vang lên, ánh bạch quang lấp loáng, vì tiểu bảo la làng, đồng thời gã rụt đầu lại, nhưng cái mũ đội trên đầu đã bị thanh liễu điệp đao cúa nữ lang hớt đứt, để chìa ra cái đầu chọc lóc bọn kỹ nữ lớn tiếng la hét giết người, giết người, vì tiểu bảo rún người xuống ẩn sau lưng một tên kỹ nữ, la dùng, trời ý, đây là ổ điếm, ai vào đây là thành đờ điếm, các vị nên ra lẹ đi, để người ta biết thì, thì khó coi lắm. Hai cô vung đao giết lên veo véo, nhưng trong phòng đấy kỹ nữ, có đến mười mấy tên thì làm sao mà chém chúng gã được. Mũi đao lướt qua suýt nữa đâm chết hai ả à, kỹ nữ vì tiểu bảo lớn tiếng la, lão gia ở trong kỹ viện có chi đáng coi đâu, lão gia lão gia cởi hết quần áo ra bây giờ, gã vừa nói vừa cởi bỏ áo ngoài liệm đi, hai thiếu nữ căm phẫn không biết thế nào mà kể, nhưng vì sợ gã là quân vô lại, dám hành động bị ổi thật sự. Gã mà cởi quần áo thì thật là chuyện nhơ nhuốc nữ lang áo lục xoay mình chạy ngay. Thiếu nữ áo làm sửng xếp một chút rồi cũng xoay mình chạy theo. Huyệt huyệt hai tiếng cô đẩy hai tên gia nhân ở hai bên té xuống lúc này kỵ viện rối loạn xà ngầu tiếng là ó vang trời xen lẫn tiếng thoá mà dậy đất vì tiểu bào tạm thời tránh được nạn đau thương nhưng gã chắc hai cô còn đứng chờ bên ngoài nếu gã ra khỏi cửa kỵ viện một bước lập tức bị các cô giết chết gã lớn tiếng la các vị đừng la ó loạn lên nữa tại hạ cho mỗi vị mười lạng bạc không bỏ sót một ai bọn kỹ nữ nghe mỗi người được 10 lạng bạc, đều theo lời yên tĩnh trở lại. vì tiểu bảo lấy ba chục lạng bạc đưa cho tên gia nhân nói, người mau đi sắm cho ta một con ngựa đứng chờ ở đầu hẻm. tên gia nhân đón lấy tiền đi ngay. vì tiểu bảo trò một ả kỹ nữ nói, ta cho cô hai chục lạng bạc, cô mau cởi áo cho ta thay. ả à, kỹ nữ được món hời mừng quá, liền cởi áo đưa cho vi tiểu bảo mọi người xuống xít lại hỏi đầu đuôi vụ này ra sao thì gã đáp, hai cô đó là vợ lớn, vợ nhỏ của ta, chúng cạo đầu không cho ta bén mảng tới lầu hồng kỹ viện. Ta trốn đến đây, không ngờ bị chúng theo dõi định giết ta. Mụ nhà giàu cùng quần kỹ đều lấy làm thích thú, vợ con khách làng chơi đến kỹ viện đánh ghen om sòm là chuyện rất thông thường, nhưng ít có cảnh cầm dao giết người, nhất là vợ lớn, vợ nhỏ cạo đầu chồng không cho tới kỹ viện lại càng hiếm lắm có lẽ đây là lần đầu tiên họ được nghe thấy chuyện này. Vì tiểu bảo lật đật đổi y phục, gã mặc áo của ả à kỹ nữ vào và lấy một mảnh vải hoa quấn lên đầu. Quần kỹ biết gã định hóa trang làm kỹ nữ để trốn đi, không nhịn được đều nổi lên chàng cười ha ha. Chúng súng lại giúp gã tô son điểm phấn. Mười mấy khách làng chơi đang đánh bạc nghe thấy tin bên ngoài có vụ đánh ghen trời long đất lở đều chạy ra coi. Lát sau tên gia nhân kia trở về nói, thiếu gia. Ngựa đã chuẩn bị đủ yên cương cả rồi, hiện đang đứng chờ thiếu gia ở đầu hẻm Nhưng thiếu gia nên coi chừng, đại phu nhân của thiếu gia đang chờ ở cổng sau, tiểu phu nhân giữ cổng trước Bà nào cũng lăm lăm tay đao dường như để chờ thiếu gia ra là hạ thù Vì tiểu bảo vông vãi tiền bạc rồi thoá mạ, hai con mụ điên rồ làm chi mà giữ chồng ghê gớm thế Thật là những nhân vật hiếm có trên đời Mụ nhà giàu được ba chục lạng bạc thường liền nói theo hồ hai con cọp cây đó phá tan cơm áo của người ta thật là khả ốm. Nếu bao nhiêu phụ nữ trong thiên hạ đều như hai cô vợ của thiếu gia thì bọn ăn xương này sống được chăng? Cầu nhị lang thần giáng hỏa cho hai con cọp cây đó mất móng mất vầy, tuyệt tử tuyệt tôn. Chào ôi, mụ không nói thiếu gia đâu nhé, thiếu gia đừng buồn. Mụ khuyên thiếu gia nên bỏ hai con cọp cây đó đi để ngày ngày tự do tới đây vui chơi cho thỏa thích. Vì tiểu bảo cười nói ý kiến của má má thật cao minh. Má má ơi, má má ra cửa trước mắng cho con điên khùng kia một trận. Có điều má má nhớ phải ẩn vào phía sau cánh cửa mà thoá mả, đề phòng thị nổi trận tam bành mà cầm đao đâm má má đó. Gã quay sang bảo bọn kỹ nữ, các vị tì tì, các vị xông ra hết cổng sau thì hai con điên đó không thể bắt tại hạ được nữa. Gã vừa nói vừa lấy bạc ra phân phát cho chúng bọn kỹ nữ khoan khoái đều nhảy cẫng lên, nên biết dưới mớ tiền ban bạc thường dĩ nhiên không thiếu kẻ dũng phu xuất lực, mà cả hạng dũng phụ cũng không hiếm. Bọn kỹ nữ thấy bạc trắng ngần, ai ai cũng đội lên đầu chữa chung, nguyện vì ân nhân gắng sức hết lòng liều mạng. Bỗng nghe ngoài cửa mụ dầu đang te tái ngoác miệng ra mà thoá mạ, đồ khốn kiếp, phường mèo mà gà đông, muốn giữ chồng giữ con thì phải ngoan ngoãn vâng lời, làm cho người ta vui lòng hà dạ là người ta ở nhà hạng gái lăng loàn mới theo chồng tới lầu hồng kỹ viện mà nổi cơn tam bành lục tặc. bọn mi chẳng có bản lĩnh gì người ta mới tìm thú vui nơi kỹ viện. bọn mi cầm đao cầm kiếm tới ham dọa đâm y, chém y thì làm cái đếch gì? ông chồng bọn mi là khách hào hoa phong nhã, là đệ nhất hảo nhân trong thiên hạ. hai con cọp cái không bén gót y đâu. này này, ngủ dậy cho mà hay bọn mi biết điều thì vào quỳ lại y để tạ tội bằng không y quyết đem bán bọn mi vào nhà chứ làm đờ điếm. Chỉ sáng mai là người ta làm giấy với nhau, trời ơi! Ê chao, nó đánh chết ta rồi, vì tiểu bảo biết nữ lang áo lam tức quá không nhịn được đã hạ thủ đánh ngủ. Gã liền dục các vị ra mau đi, hai mươi mấy tên kỹ nữ kéo ùa ra cổng sau, vì tiểu bảo trà trộn đi lẫn vào đám đông. Nữ lang áo lục cầm liễu điệp đao đứng bên cánh cổng đột nhiên thấy mấy chục ả à thiêu nữ quần áo đủ màu sắc xông ra. Cô dương mắt lên nhìn không hiểu chuyện gì. Bọn kỵ nữ vừa đến đầu hẻm, vì tiểu bảo liền nhảy phốc lên lưng ngựa phi về phía chùa thiếu lâm. Thiếu nữ áo lam cơ chí mau lẹ liền bỏ mặc mụ dầu, xoay mình rượt theo. Quần kỹ đứng chật ních cả ngõ hẻm, chúng vừa lôi kéo, vừa chế nhạo Còn cọp cái, chồng người cưỡi ngựa chạy đi rồi người không đuổi kịp đâu ha 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 thiếu nữ tức giận cơ hồ ngất đi cô cầm đao hăm dọa bọn kỹ nữ chắc cô không dám giết người đều lớn tiếng thoá mà quân tiện phụ đồ lăng loàn phường khốn kiếp thiếu nữ trong lòng nóng nảy lớn tiếng gọi muội tử thằng giặc đó chạy đi rồi rượt theo cho mong nhưng vó ngựa đã chạy xa rồi còn rượt thế nào được vì tiểu bảo dùng rượu kế thoát cơn nguy hiểm chạy ra khỏi thị trấn rồi liền cởi hết quần áo đàn bà liệt đi gã lại nhổ nước miếng vào tay áo để lau son phấn trên mặt miệng gã lẩm bẩm năm nay lão gia vận hạng thật nặng quá đã làm hòa thượng lại phải hóa trang làm kỹ nữ hỡi ơi nữ làng áo lục kia làm vợ mình thì dù phải chém đầu mình cũng chẳng thèm tới kỹ viện gã chạy một mạch về tới chân núi phía sau chùa thiếu lâm liền nhảy xuống ngựa len lén qua cửa ngách tiến lên chuồng gã che mặt chạy như điên về phía thiền phòng tuy gã cũng gặp mấy nhà sư họ chỉ thấy gã mặc độc quần áo lót đều rất ngạc nhiên nhưng cũng không dám vặn hỏi. Vì tiểu bảo về chùa rửa sạch son phấn trên mặt, mặc áo tăng bào rồi mới yên giả. Gã nghĩ bụng, hai cô chiêu lên chùa rắc rối thì ta cãi chối chết, chứ không chịu nhận. Gã chờ cho tới đêm tối vẫn không thấy hai cô tìm tới. Trưa hôm sau, vi tiểu bảo nằm ngủ trên giường trong thiền phòng lại nhớ đến nữ lang áo lục dáng người xinh đẹp, trong lòng không khỏi dạo dực gã không nhịn được lại muốn mạo hiểm một phen, nhủ thầm trong bụng ta lại phải nghĩ ra diệu pháp nào để được nhìn thấy mặt nàng mới cam lòng. Bỗng thấy TMS tế chạy vào khẽ nói, bạch sư thúc tổ, sư thúc tổ nên ở chùa mấy bữa nữa đừng ra ngoài. Sư diệt tôn nghe tình hình có nhiều điều bất diệu, vì tiểu bảo giật mình kinh hãi vội hỏi, điều chi bất diệu. TMST đã một tên làm bếp vừa nói cho sư diệt tôn hay là y ra rừng đốn củi cô gặp hai vị cô nương tay cầm đao hỏi đến sư thúc tổ. Vì tiểu bảo hỏi, họ hỏi gì ta? TMST đã các cô hỏi y có nhận biết sư thúc tổ không? Thường ngày ra khỏi chùa vào những lúc nào? Hay đến những đông? tế ngừng lại một lúc rồi nói tiếp sư thúc tổ, hai cô này đều có ác ý, đứng gác ở ngoài chùa chắc là rình dập ra hại sư thúc tổ đó chỉ cần sư thúc tổ đừng bước chân ra khỏi cửa, chắc các cô không dám lên chùa đâu. Vì tiểu bảo gãi đầu hỏi, hai cô đó giữ đến thế ư, ti em ết tế đã, tên nhà bếp chỉ nói, không biết chi hết, mà bị các cô đánh thâm tím mặt mũi. Các cô còn dặn y về tới chùa không được hé răng nửa lời, nếu hở môi nói lộ ra nửa câu sẽ bị cắt lưỡi. Hừ, các cô tới chùa thiếu lâm đả thương người thật có gan nuết buông. Vì tiểu bảo nói, đúng thế tăng lữ chùa thiếu lâm ta lại sợ các cô đến nỗi không dám ra ngoài thì còn chi là thể diện. ti tế -e nói sư diệt tôn đã bẩm lên phương trưởng xin lão nhân ra phái một vị sư thúc, sư bá nào ra đuổi hai nữ thí chủ đó đi là xong. nhưng phương trưởng lại bảo làm như vậy mà câu chuyện đồn đại ra ngoài giang hồ thì e rằng mọi người lại cho rằng mình khinh khi hiếp đáp hai cô nương nhỏ tuổi cô đơn chẳng môn phái nào nhà sư ngừng lại một chút rồi nói tiếp phương trưởng lão nhân gia còn sai sư diệt tôn tới bẩm vụ này tới sư thúc tổ vậy xin sư thúc tổ tạm thời chịu lúng các cô một bước chắc hai cô không thể kiên nhẫn mãi được chờ mấy ngày không thấy sư thúc tổ ra là tự nhiên phải bỏ đi y thở dài nói tiếp phương trưởng còn nói như thế bạn hữu võ lâm chỉ cho rằng chúng ta khoan nhân đại lượng quyết không ai cho là chúng ta khiếp sợ hai cô gái mới mười mấy tuổi vì tiểu bảo nói tiểu cô nương vô môn vô phái mà lợi hại hơn những đại hòa thượng hữu môn hữu phái chúng ta nhiều tm ếch tế thở dài nói đúng là thế đó nhà sư nghĩ đến mối hần bị bẻ chật tay trong lòng rất đỗi bất bình nói tiếc chỉ vì phương trưởng đã ra lệnh nên mọi người nhất nhất phải tuân theo ý lão nhân ra chỉ muốn sao cho được bình an vô sự vì tiểu bảo chờ tm ếch tế đi rồi tự nhu, âu là ta đến bát nhã đường thử coi trừng quang lão hòa thượng đã nghĩ ra được phương pháp gì chưa. Gã tới nơi thấy trừng quang hai tay ôm đầu ngừng mặt nhìn lên nóc nhà, bước tới bước lui đi vòng quanh trong phòng, miệng làm nhảm nói gì nghe không rõ. Vì tiểu bảo không dám kinh động làm đứt đoạn luồng tư tưởng của lão. Gã chờ lâu thấy nhà sư đi quanh mấy chục vòng vẫn không dừng lại liền dạng hắng lên tiếng. Trừng quang vẫn dường như chẳng nghe thấy gì vì tiểu bảo đành gọi to lão hòa thượng lão hòa thượng trường quang vẫn chưa nghe tiếng vì tiểu bảo liền chạy lại đưa tay ra vỗ vai nhà sư già cười nói lão bàn tay gã vừa chạm vào vai trường quang thì đột nhiên người gã bị hất tung lên đập vào tường đánh binh một tiếng gã nghẹt thở tưởng chừng bao nhiêu khớp xương đều rã rời mà không kêu lên được trường quang giật mình kinh hãi vội chạy lại quỳ xuống chắp tay vừa lại vừa nói sư diệt tội đáng muôn thác xin sư thúc trách phạt thật nặng. Hồi lâu vi tiểu bảo mới thở phào một cái, nhăn nhó, cười đáp. Lão dậy đi, dậy đi, bất tất phải đa lễ. Lỗi là ở nơi ta. Trừng quang còn tiếp tục xin lỗi hoài. Vi tiểu bảo một tay vịn vào tường. Một tay nâng lão dậy hỏi, công phu gì của lão mà lợi hại thế trừng quang đã, đó là hộ thể thần công trong bát nhã trường. Vì tiểu bảo gật đầu nghĩ bụng, mình muốn học công phu này trước hết phải học những thiếu lâm trường quyền, phục hủ quyền. La Hán Quyền, Di Đà trưởng, Tán Hoa thủ, Ba La mật thủ, Kim Cương thần trưởng, Niêm Hoa cầm nã, thủ gì gì, lý là lý lố một chàng dài thì hơi sức đâu mà chịu nổi. Dù có hơi sức đi chăng nữa thì cũng chẳng đủ tinh thần kiên nhẫn, phí công phí sức như vậy được. Gã liền hỏi, lão đã nghĩ ra phương pháp gì mau chóng chưa? Trừng Quang nhăn nhó lắc đầu đáp, sư diệt đã nghĩ nhiều không dùng đàn chỉ thần công hay nội công dịch cân kinh mà lấy bát nhã trưởng đối phó với hai vị nữ thí chủ đó. Nhưng nhưng, vì tiểu bảo hỏi, nhưng luyện bát nhã trưởng cũng mất hai ba chục năm có phải không? Trừng quang ấp úng đáp, hai ba chục năm, e rằng, e rằng, vì tiểu bảo bĩu môi, nét mặt khinh khỉnh ngắt lời, e rằng cũng chưa đủ có phải không? Trừng quang bẽn lẽn đáp, chính thế lão ngơ ngác một lúc rồi nói tiếp để diệt nhi nghĩ xem có nên dùng niêm hoa cầm nã thủ có được chăng vì tiểu bảo nghĩ bụng lão này vẫn lầm cầm giữa thói câu nể làm việc nhất định cứ phải theo thứ tự dù có dùng niêm hoa cầm nã thủ thì cũng mất hai chục năm rèn luyện như vậy biết đến năm tháng nào mới thành công nội công một áo rất thâm hậu dường như chẳng kém gì hồng giáo chủ nhưng hồng giáo chủ tự ý sáng chế được chiêu thức mới để tùy cơ ứng biến một cách mau lẹ còn nhà sư này đầu óc ngớ ngẩn, nếu ta không trỏ đường cho lão tất không được việc. Gã liền nói, lão sư diệt, ta xem hai cô đó hãy còn nhỏ tuổi lắm, quyết chưa thể rèn luyện được mấy năm đâu. Trừng quang đáp, đúng thế, như vậy mới thật là kỳ. Vì tiểu bảo nói, người ta đã không cần học tuần tự từng bước một thì chúng ta cũng bất tất phải cố chấp rèn luyện theo đúng thứ tự. Bọn chúng làm gì có nội công thâm hậu như lão? theo ta nghĩ để đối phó với hai cô đó thì chẳng cần phải rèn luyện nội công. Trường Quang giật mình kinh hãi hỏi, luyện võ công mà chẳng theo một căn cơ nào thì chẳng hóa ra. Hóa ra bằng môn tà đạo ư, vì tiểu bảo đác các cô ấy chẳng phải bằng môn tà đạo mà cũng không có môn phái chi hết. Muốn đối phó với thư võ công vô môn vô phái thì phải dùng biện pháp vô môn vô đạo. Gã nói đến bốn chữ, vô môn vô đạo, lập tức thấy tinh thần phấn khởi. Trừng quang hỏi, vô môn vô đạo ư tương đương vụ này, tiểu diệt không hiểu được. Vì tiểu bảo đáp, người không hiểu thì ta dạy cho mà hiểu. Trừng quang kính cẩn nói, xin sư thúc chỉ giáo cho. Từ ngày lão vào chùa thiếu lâm tu hành đều thấy các vị sư bá sư thúc bản phái ở hàng chữ hối đều là những vị cao tăng đạo đức, võ công chắc tuyệt, thì nghĩ bụng vị tiểu sư thúc này tuy tuổi còn nhỏ, nội lực chưa đủ nhưng tất phải có chỗ hơn người. Bằng không thì làm sư thúc ta thế nào được? hơn một tháng nay ta nghĩ nát óc ra mà Thủy Trung vẫn không tìm ra được phương pháp luyện võ công cho mau thành tựu. Xem chừng ta có suy nghĩ 10 năm, 20 năm hay nghiên cứu đến chết, cũng không thể có cách nào giải quyết vấn đề khó khăn này. May mà được một vị cao tăng hàng chữ hối chỉ điểm cho mình ra khỏi bến mê thì thật là phúc đức. Lão nghĩ vậy bất giác vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, lại càng sinh lòng kính ngưỡng vị tiểu sư thúc vì tiểu bảo hỏi theo lời lão nói thì hai vị tiểu cô nương kia đã xử một chiêu thuộc phái côn luân phái nga mi chi chi đó vậy đem thứ võ công loạn xa ngầu đó với võ công phái thiếu lâm thì bên nào mạnh hơn trừng quang đáp sư diệt nhận thấy võ công phái thiếu lâm chúng ta cao thâm hơn dù không ăn đứt họ thì chi ít cũng chẳng chịu kém vì tiểu bảo vỗ tay đáp thế thì dễ quá rồi các cô kia chẳng cần nội công vẫn sử dụng được những chiêu thức ba xí sí ba tu đó chúng ta cũng chẳng cần nội công cũng có thể sử được những chiêu thức của phái thiếu lâm là đủ thắng các cô chẳng cần biết đó là thiếu lâm trường quyền hay kim cương thần trường trừng quang châu mày đáp nếu không học nội công thì thi triển quyền pháp hay trường pháp tuyệt không một chút uy lực trường hợp gặp tay cao thủ nội lực thâm hậu thì chỉ trong vòng một chiêu là mình bị đánh đến gân bong xương gãy vì tiểu bảo cười khanh khách hỏi, hai vị cô nương kia có phải là những tay cao thủ nội lực thâm hậy hay không? Trừng quang đã, không phải, vì tiểu bảo hỏi, thế thì việc gì lão phải quan tâm? Quả nhiên câu này làm trừng quang như người ngủ mê tỉnh giấc. Lão thở phào một tiếng đáp té ra là thế, sư diệt chưa nghĩ tới điểm này. Lão ngờ ngẩn hỏi tiếp nhưng điều khó khăn là võ công bản phái có 18 đường quyền pháp nhập môn, 36 món nội ngoại khí giới, quyền cước. 72 loại tuyệt kỹ. Mỗi môn biến hóa thành mấy chục loại, tất cả có đến trên hàng ngàn thứ, nếu học hết chiêu thức cũng phải mất mấy chục năm mới xong. Vì tiểu bảo lẩm bẩm lão sư già này thật mê muội gã cười đáp việc gì mà phải học hết, chỉ cần hai tiểu cô nương kia xử chiêu gì, mình đối phó bằng cách gì là đủ. Theo phép cự địch là quân đến tướng ngăn, nước tràn đất lấp tiểu cô nương đánh ra một chiêu, lão cũng dùng một chiêu để phá đánh cho cúp đuôi mà chạy không còn mảnh giáp. Trường Quang gật đầu lia lịa tựa hồ như được vị tiểu sư thúc giải phá chỗ ngu muội cho mình. Vì tiểu bảo nói tiếp tỉ như thiếu nữ áo lam sử chiêu giang hà nhật hạ của phái Lao Sơn chi đó, lão bảo có sáu cách tránh né, bảy phương pháp phản kích. Thực ra cần gì phải rắc rối nhiều thế chỉ cần một chiêu để đà bại y là đủ rồi, còn thừa 12 môn chẳng cần học làm chi như vậy há chẳng dàn tiện ư trừng quang cả mừng đã phải lắm phải lắm hai vị nữ thí chủ kia vạn chật khớp tay của tiểu sư thúc lại đả thương bốn tên sư diệt các cô đã dùng phân thân thác kết thủ bao gồm thủ pháp của sáu môn phái chỉ cần dùng một môn võ của phái thiếu lâm ta là hóa giải được rồi lão liền biểu diễn lại thủ pháp mà các cô đã sử dụng hôm ấy khi hai cô bẻ chân tay của năm người trừng quang không có mặt tại đương trường lão chỉ nhận định thương thế của năm người mà biểu diễn được thủ pháp của hai thiếu nữ rất rành mạch như người chính mắt trông thấy khiến vi tiểu bảo khâm phục vô cùng. Hồi 105, sư trừng quan truyền thụ phép niêm hoa. Tiếp theo trừng quan lại nói tới cách phá giải từng chiêu một rồi cùng vi tiểu bảo diễn thử. Những cách phá giải này có chiêu phức tạp rất khó học, có chiêu phải dùng đến nội công. Vì tiểu bảo không thi triển được thì trừng quan lại nghĩ cách khác giản dị hơn võ công thiếu lâm cực kỳ tinh thâm bác đại mà trừng quan lão hòa thượng kiến kiến thức sâu rộng khi lão thấy vi tiểu bảo lắc đầu tỏ ra khó khăn liền tìm chiêu thức khác để thay thế nếu gã học không được lão lại đổi nữa kỳ cho đến lúc tìm ra chiêu số dễ dàng gã không tốn hơi sức cũng học được mới thôi chẳng mấy chốc vi tiểu bảo học thuộc những chiêu thức để phá giải phân cân thác kết thù giả tỷ hai thiếu nữ kia lại thi triển những chiêu cũ để tấn công gã thì gã chỉ sử dụng một chiêu liền chiếm được thượng phong. Sau đó mấy chiêu đao pháp của nữ lang áo lục chém vào sau lưng vi tiểu bảo cùng những thủ pháp của thiếu nữ áo lam đã tấn công trừng quan, gã đều học được cách phá giải. Những chiêu thức này dĩ nhiên so với đàn chỉ thần công, tuy còn kém xa, nhưng dùng để đối phó với hai thiếu nữ thì có thừa. Trường quan thấy vì tiểu bảo chỉ mất có hơn một giờ mà đã học được những chiêu thức như ý sở cầu của lão thì trong lòng vui mừng khôn tả, vì lão đã giải quyết được vấn đề khó khăn mà lão đã phải lao tâm khổ trí nghiên cứu hơn tháng trời. Mặt lão nhơn nhơn hết vặn tay lại xoa mặt, tựa hồ trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Đột nhiên trừng quan sực nhớ ra điều gì, miệng lắp bắp đáng tiếc ơi là đáng tiếc, rồi lão lại lắc đầu nói nguy hiểm thật là nguy hiểm, vì tiểu bảo vội hỏi điều chi đáng tiếc sự gì nguy hiểm, chừng quan đáp nếu sư túc lão nhân ra và bọn sư điệt tinh tế ra cùng các vị nữ thí chủ đó động thủ, để các cô bè chân tay, mà các cô bè tệ hại hơn không chữa khỏi được thành người tàn phế, há chẳng đáng tiếc ư. Ừ. Không chừng hai cô hạ thủ tàn độc giết chết cả năm người thì nguy hiểm biết chừng nào. Vì tiểu bảo lấy làm kỳ, hỏi tại sao lão lại muốn năm người bọn ta cùng đi động thủ. Chừng quan đáp những chiêu số mà hai vị nữ thí chủ kia học được nhất định không phải chỉ có bấy nhiêu. Sư Điệt đã không biết các cô còn dùng chiêu số gì nữa thì dĩ nhiên không hiểu cách phá giải để truyền cho các vị. Năm vị mà không ra triệu đòn thì làm cách nào để điều tra cho biết được. Vì tiểu bảo cười ha hả nói té ra là huyết, cái đó ta cũng có biện pháp. Bây giờ chính ta ra động thủ với hai cô thì chẳng còn điều gì đáng tiếc, cũng không có chi nguy hiểm nữa. Trừng quan ra chiều khó nghĩ đáp kẻ xuất ra không được tức giận dễ phạm vào giới l sơn nù. tự nhiên vô cớ đi cùng người động thủ là một điều không ổn chút nào vì tiểu bảo nói được rồi hai chúng ta cùng nhau ra ngoài chùa chơi nếu hai nữ thí chủ kia đã đi xa rồi là điều hay nhất cái đó kêu bằng người không chọc ghẹo ta thì ta không xâm phạm đến người các cô có chiêu số gì ta cũng mặc kệ không hỏi tới nữa trừng quan ngắt lời phải lắm phải lắm có điều sư điệt trước nay không bước chân ra khỏi cửa chùa mà bây giờ ra ngoài tức là có ý muốn sinh sự ý niệm này dường như là bất thiện vì tiểu bảo nói chúng ta cũng không cần phải đi xa chỉ quanh quẩn thả bước ven chùa như người đi tản bộ ta cũng mong không gặp họ là may chừng quan đã a di đà phật thế là thượng thượng đại cát sư thúc lập luận rất nhân hậu không muốn tranh đua với người sư điệt xin noi theo gương mẫu vì tiểu bảo cười thầm trong bụng gã dắt tay trừng quan theo cửa mé đi ra ngoài chùa thiếu lâm trừng quan trước nay chưa bước chân vào khu rừng ở bên chùa nên thấy những cây tùng xanh cao lớn âm u cũng tấm tắc khen rồi nói bao nhiêu cây tùng lớn mọc cả vào một khu thật là một kỳ quan bát nhã đường của chúng ta chỉ có hai cây ở trong bình viên lão chưa dứt lời bỗng nghe phía sau có tiếng quát tên tiểu tăng chọc đầu đây rồi ánh đao quang lấp loáng một chiều đao nhằm vi tiểu bảo chém tới Trừng Quan nói: "Không được." Rồi vội rụt tay về, người sử dụng đao chính là thiếu nữ áo lam. Cô thấy Trừng Quan rụt tay về liền xoay thanh Liễu Diệp đao quét vào sau lưng lão. Giữa lúc đó, nữ lang áo lục ở trong rừng tùng cũng chuồn ra. Cô vung đao nhằm chém Vi Tiểu Bảo, Vi Tiểu Bảo vội ẩn vào sau lưng Trừng Quan. Chiêu đao của nữ lang áo lục phóng ra đâm vào bên trái Trừng Quan. Trừng quan nói, đây là một chiêu thuộc thái cực đao thì không thể dùng phương pháp giản tiện để phá giải được. Lão chưa dứt lời hai cô đã mua tít xong đao đâm chém túi bụi. Trừng quan la lên, không được, không được, hai vị nữ thí chủ ra chiêu nhanh quá, bẩn tăng không kịp suy nghĩ, xin hai vị đừng, này, đâm chém thong thả một chút. Thiếu nữ áo lam thi triển những chiêu tàn độc mà Thủy Trung vẫn không đụng được vào người lão hòa thường. Mấy lần cô suýt bị lão đoạt mất đao. Cô nghe lão la gọi om sòm lại tưởng lão cố ý chiêu chọc. Trong cơn tức giận đao pháp của cô lại càng mau lẻ. Vì tiểu bảo cười nói, trời ý, thưa hai vị cô nương, sư điệt của ta xin hai cô đừng nóng này, ra chiêu chậm lại một chút. Trừng qua nói theo, đúng thế, đầu óc bần tăng không được linh hoạt, trong khi thẳng thết bần tăng chưa nghĩ ra được cách phá giải. Nữ lang áo lục căm hận vi tiểu bảo đến cực điểm cô đâm mấy đao không trúng trừng quan liền quay lại nhằm chém tới vi tiểu bảo. Trừng quan đưa tay trái ra ngăn lại nói, nữ thí chủ, sư thúc của bần tăng chưa học cách phá giải mấy chiêu đao này. Bây giờ cô bất tất phải đâm chém lão nhân ra, mà nên chờ lão nhân ra học xong cách chống đối khi đó sẽ động thủ cũng chưa muộn. Hỡi, những biện pháp của sư điệt không xong rồi. Sư thúc, bây giờ sư thúc không cần nhớ vội, những biện pháp của sư điệt đều không dùng được chúng ta quay về thùng thẳng nghiên cứu lại đã miệng lão nói không ngớt hai tay cũng cử động không ngừng lúc chụp lúc bắt chợt điểm chợt đánh xoay quanh với hai cô mỗi lúc một mau lẹ nữ lang áo lục chỉ muốn giết bằng được vi tiểu bảo khi nào cô chịu buông tha vì tiểu bảo thấy mình không còn bị nguy hiểm nữa gã cười hì hì đứng tựa gốc cây xem đánh nhau gã ngầm nghĩa từ trên đầu xuống tới gót chân rồi lại từ gót chân trở lên trên đầu thật là được một bữa nhìn người đẹp no lòng thỏa giả. Nữ lang quá lục không thấy vi tiểu bảo đã tưởng gã chạy trốn rồi. Cô quay đầu lại thấy gã đang hao háo nhìn mình, cô đỏ mặt tía tai không lý gì tới trừng quan nữa, xoay mình cầm đao chạy lại định đâm chết vi tiểu bảo. Ngờ đâu khi đó trừng quan phóng chỉ điểm vào dưới nách cô. Chiều chỉ này lão vân có hai thành công lực, kể ra cô né tránh chẳng khó khăn gì, nhưng cô phân tâm vì nóng ruột giết người dưới nách liền bị trúng chi cô rên lên một tiếng ngã lăn xuống đất trừng quan vội la trời ơi xin lỗi xin lỗi bần tăng ra chiêu một thiếu chỉ thiên nam mồ công lực chẳng có chi lợi hại nữ thí chủ đã có bản lãnh như vây thì chỉ cần ra chiêu một ác hồ nhượng lộ ồ trong l ngũ hồ đoạn môn đao đưa lưỡi đao trách đi là gạt được ngay chiêu này thí chủ chưa xử qua nhưng vị nữ thí chủ mặc áo màu lam kia đã xử rồi bần tăng chắc rằng thí chủ cũng xử được. Ngờ đâu, hỡi ôi, bần tăng thật là đắc tội thiếu nữ áo lam tức dân đến cực điểm. Thanh đao của cô đâm ngang chém dọc, thế đao cực kỳ lợi hại. Nhưng công phu của cô so với trừng quan còn kém quá xa, không làm sao đụng được chút nào vào tà áo tăng bào của lão. Trừng quan tuy miệng nói bi bô nhưng trong lòng vẫn ghi nhớ được những chiêu số của thiếu nữ áo xanh. Lão biết rằng khó lòng nghĩ ra được cách phá giải ngay đương trường. Bây giờ hãy ghi nhớ vào lòng những chiêu số để về chùa sẽ nghiên cứu kỹ càng từng chiêu một. Vì tiểu bảo chạy đến trước thiêu nữ áo lục tán tụng, tiểu mỹ nhân xinh đẹp thế này thì khắp thiên hạ chỉ có một mình cô. Trời ơi, chấm hỏi, ta nhìn cô mà hồn vía bay bổng cả lên trời. Gã thỏ tay ra khẽ sờ vào má cô. Nữ lang áo lục vừa kinh hãi vừa phẫn nộ đến nghẹt thở rồi ngất đi. Vì tiểu bảo cực kỳ kinh hãi, không dám cử động càn rỡ, khinh bạc nữa gã đứng dậy la gọi, trừng quan sư điệt. Sư điệt cũng điểm huyệt cho vị nữ tí chủ đó cho té xuống để xin cô đem những chiêu thức từ từ kể ra, mới khỏi tổn thương hòa khí. Trừng quan ngần ngừ đáp cái đó dường như có điều bất tiện. Vì tiểu bảo nói, bây giờ cứ động thủ động cước thế này mãi là mất vẻ lịch sự. Vậy sư điệt xin cô tự ý nói ra có phần đẹp đẽ hơn. Trừng quan cả mừng đáp, sư thúc dậy phải lắm thiếu nữ áo lam cũng tự biết nếu lão đem toàn lực ra đối phó thì cô không chịu nổi nửa chiêu. Hiện giờ cô em đã bị bắt, nếu cô cũng rơi vào tay người thì không còn ai đi báo tin để cầu cứu. Cô liền nhảy lùi lại la lên, các người mà đụng đến một sợi lông của sư muội ta thì cả ngôi chùa thiếu lâm của các người sẽ cháy thành cho tàn. Trừng quan sừng xếp nói, khi nào bon bần tăng dám đả thương y, có điều nếu y tự nhổ một sợi lông, chẳng lẽ nữ thí chủ cũng phóng hỏa đết chua. Thiếu nữ áo lam chạy đi mấy bước rồi thoá mạ, lao chọc già mồm miệng lém lẩu, con thằng chọc con, khỉ. Cô toa nói một, thằng chọc con dâm tà hiếu xa cô. Nhưng cô lại cảm thấy nói bố chữ đó ra có điều không tiện nên ngừng lại. Cô dậm chân chuồn thẳng vào rừng, vì tiểu bảo thấy nữ lang áo lục nằm dưới đất trên tấm nệm cỏ xanh, mặt trắng như bạch ngọc. Hai bàn tay nhỏ nhắn như ngó sen, thật chẳng khác nào như pho tượng quan âm trên tòa phỉ thúy, gã không khỏi ngây người ra mà nhìn. Trừng quan liền khuyên giải, nữ thí chủ, lệnh tỷ tỷ đi rồi, thí chủ cũng nên đi lẹ lên, nhưng nhớ đừng tự nhổ một sợi tóc để lệnh tỷ tỷ đến đết chùa của bọn lão tăng. Vì tiểu bảo tự nhủ, cơ hội tốt này sao đành bỏ lỡ, tiểu mỹ nhân đa lọt vào tay ta thì bất luận trường hợp nào cũng không thể buông tha nàng. Gã liền chắp hai tay để trước ngực niệm A-di-đà Phật xin đức phật phù hộ độ trì đức thượng đế muốn ngài mở rộng nền võ học cho phái thiếu lâm để duy trì thanh danh ngàn năm của bản phái rồi quay lại bảo trừng quan trừng quan sư điệt lão thật là một vị đệ nhất đại công thần của bản phái trừng quan lấy làm kỳ hỏi sao sư thúc lại nói vậy vì tiểu bảo đáp chúng ta đang bận tâm về chuyện chưa hiểu hai vị nữ thí chủ sử dụng những chiêu xó gì thì may nhờ đức phật dù lòng thương xui khiến nữ thí chủ đây quang lâm bồn tự để co thi triển hết ra. Gã vừa dứt lời đã cúi xuống bồng nữ lang áo lục lên nói, chúng ta về thôi, trường quan ngơ ngác chẳng hiểu ra làm sao, lão chỉ cảm thấy việc này không ổn, nhưng làm lỗi ở chỗ nào thì lão không thết ra được. Lão ngơ ngác một lúc rồi non, chúng ta mời nữ thí chủ này vào chùa dường như không hợp lệ. Vì tiểu bảo hỏi, sao lại không hợp lệ? Y đi vào chùa thiếu lâm lần nào chưa? lần trước y đến phương trưởng có biết không? Thủ tòa viện giới luật có biết không? Phương trưởng và thủ tòa viện giới luật đều cho là được thì tự nhiên là hợp lệ, có đúng thế không? Gã hỏi một câu, trường quan lại gật đầu một cái. L áo không biết biện bác cách nào, trường quan thấy vi tiểu bào cởi áo tăng bào bọc lấy người nữ lang rồi bồng nàng theo cửa mé lên chùa. Lão đành lẽo đẽo theo sau, vẻ mặt băn khoăn lo lắng, đầu óc mơ hồ hỗn loạn vì tiểu bảo chống ngức đánh hơn chống làng tuy gã đã che kín hết thân thể nư lang bằng áo tăng bào không để hở ra ngoài chút nào nhưng nếu bị tăng lư trong chùa trông thấy tất họ không khỏi sinh lòng ngờ vực gã ôm người ngọc thơm tho trong lòng mà tâm thần lại vô cùng sợ hãi may mà bát nhã đường ở vào nơi quạnh quẽ phía sau chùa nên hai người không gặp ai lúc tiến vào bát nhã đường chấp sự tăng thấy thủ tọa trở về liền kính cần đứng nép sang một bên vào đến thiền phòng của trừng quan nữ lang vẫn chưa hồi tình. Vì tiểu bảo đặt cô xuống giường, bàn tay gã đầy mồ hôi lạnh ngắt, gã xoa tay vào đùi, thở phào một cái rồi cười nói, được rồi, trừng quan ngập ngừng nói, chúng ta, chúng ta mời vị, nữ thí chủ này vào chú ở đây ư. Vì tiểu bảo đáp, phải rồi, đây không phải là lần đầu tiên cô tạm chú trong chùa. Lần trước cô bị thương đã chẳng vào nằm trong đông viện rồi là gì trừng quan gật đầu đáp giả dạ, đúng thế nhưng lần trước nữ thí chủ bị thương nguy hiểm đến tính mạng bất đắc dĩ phải tùng quyền vì tiểu bảo đáp vụ này dễ lắm gã móc lưỡi chửi thủ trong ống giấy ra nói chỉ cần đâm cho cô một đau này là cô lâm vào tình trạng nguy hiểm tới tính mạng ta lại xử trí bằng cách tòng quyền gã nói rồi tiến đến trước mặt nữ lang thủ thế như muốn đâm người trừng quan vội ngăn lại không không bất tất phải thế vì tiểu bảo nói, lão bảo trong mình y không có thương tích, để y ở đây không là phải. Nếu phương trượng hoặc trừng thức biết ra e rằng sẽ cật vấn chúng ta. Ta phải đâm y mấy dao nhưng không đâm chết thì cũng chẳng làm sao. Lưỡi trùy thủ này sắc bén lắm, gã giơ tay chém soạt một cái, chiếc bàn gỗ bị đứt một góc, trừng quan lòng dạ từ bi vội nói, dạ dạ, sư điệt không nói ra là xong, lão thấy vị tiểu sư thúc này hành động rất kỳ quái nhưng nghĩ gã là bậc tôn trưởng vào hàng chữ một hối thì kiến thức nhất định siêu hơn lão lão yên chí cứ nghe lời chỉ thị của gã là không thể nào lầm được vì tiểu bảo lại nói vị nữ thí chủ này tính nết quật cường ương ngạnh y bảo nhất định đoạt lấy chức chủ tọa bát nhã đường của sư điệt để làm chơi vậy ta khuyên nhủ y xem sao trường quan đáp nếu nữ thí chủ đã muốn làm thủ tọa bát nhã đường thì sư điệt nhường quách cho y là xong vì tiểu bảo sửng xét gã không ngờ nhà sư già này lại chán mùi đời, tuyệt không có ý cạnh tranh với ai. Gã liền hỏi, y không phải là tăng lữ trong bản tử, nếu để y cướp đoạt ngôi thủ tọa bát nhã đường thì chùa thiếu lâm chúng ta còn chi là thể diện. Cái đó nhất định không được rồi, nếu sư điệt còn có ý nghĩ như vậy là coi phái thiếu lâm chẳng ra gã nói câu này nét mặt xa sầm ra chi eo tức giận, khiến cho trưởng quan sợ quá, vâng dạ luôn miệng. Vì tiểu bảo hỏi, lát nữa ta khuyên cô, không chừng cô lại nổi nóng đánh người. Kẻ gất ra lấy từ bi làm gốc, ta không thể cầm đao giết cô hay đả thương cô được, phải vậy không? Chừng quan đáp, đúng thế, đúng thế, sư túc hoài bảo lòng dạ từ bi, sẽ được Phật tổ chứng giám. Vì tiểu bảo nói, lão hãy dạy ta mấy chiêu cầm nã thủ pháp để đề phòng khi cô đánh ta là ta chụp vào huyệt mạch đa ứng tránh khỏi cô đả thương là máu loang trốn thiền đường nếu không thì người võ lâm sẽ đồn đại một vị cao tăng vào hàng chữ L, hối ở chùa Thiếu Lâm bị một cô bé đả thương, làm mất thể diện. Bằng vị cao tăng chùa Thiếu Lâm mà ra tay đả thương cô cũng thương tổn đến thanh danh của bản phái. Trừng quan đã đúng thế, lão ngẫm nghĩ một lúc rồi truyền cho vi tiểu bảo ba chiêu về cầm nã thủ pháp. Vi tiểu bảo thấy nữ lang cựa mình mấy cái biết là cô đỡ á dần dần hồi tình gã liền kéo áo tăng bào che mặt cô đi phòng ngừa cô ngó thấy ba chiêu thủ pháp mình sử dụng chưa được thuận lợi ba chiêu này toàn là chiêu số trong l niêm hoa cầm nã thủ một thủ pháp cực kỳ xảo diệu niêm hoa cầm nã thủ là môn võ học cao thâm của phái thiếu lâm dùng nội lực hùng hậu làm căn cơ lúc ra tay coi rất ung dung nhàn nhã không có chút chi bá đạo ngày trước trong cuộc hội họp trên núi linh sơn Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni tay cầm bông hoa ba la màu vàng để chỉ thị mọi người. Giáo chúng đều ngơ ngác không hiểu, chỉ một mình ra diệp tôn giả tuyết miệng mỉm cười. Đức Phật Tổ nói ta có những pháp môn vi diệu chính nhãn pháp tạng, nát bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng mà không chép thành văn tự để tránh truyền ra ngoại giáo, chỉ dành cho mi kha gia diệp. Gia diệp là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật Tổ, kêu bằng đầu đà đệ nhất và là sư tổ môn thiền tông chùa Thiếu Lâm thuộc Thiền Tông, chú trọng về tự giác. Đức Phật Tổ cầm hoa, Gia Diệp mỉm cười không nói gì mà trong lòng thông hiểu thì trình độ giác ngộ đã vượt mức. Người đời sau dùng hai chữ một, niêm hoan, để giặt tên cho môn cầm nã thủ này. Dĩ nhiên mỗi chiêu đều cao nhã, khác hẳn những lối cầm nã thông thường. Có điều vi tiểu bảo không chút căn cơ về nội lực mà dùng thủ pháp văn nhã này để đối phó với tay cao thủ thì họ chỉ khẽ vung tay một cái có thể làm cho gã lộn đi mấy vòng, đến độ mặt môi sưng vù, xnx sáng, la khóc dầm trời. Nhưng nữ lang chẳng có một chút nội lực nào thì có thể dùng thủ pháp này để đối phó với cô. Trường quan nghĩ thầm, đối phương là một thiếu nữ, không thể dùng cách thô lỗ để đối đãi với y được vậy, ta dạy sư thúc ba chiêu thủ pháp này cũng phải trong thời gian chừng uống cạn tuần trà, vì tiểu bảo đã học hiểu ba chiêu niêm hoa. Nguyên gã tuy võ nghệ bình thường, nhưng về môn cầm nã thủ của phái thiếu lâm, gã được hải lão công dạy cho một ít khi gã mới đến hoàng cung. Gã lại cùng tiểu hoàng đế chiết giải lâu ngày, nên gã vừa học đã nhớ được ngay. Trừng quan cùng vi tiểu bảo diễn thử mấy lần thấy gã nhằm trúng huyệt đạo, lão nói tiểu sư thúc, sư thúc chưa luyện nội công thì kể ra ba chiêu này học được cũng bằng vô dụng tỉ như sư thúc thi hành thủ pháp vào mình sư điệt, nếu sư điệt nhà nội lực ra thì cổ tay sư thúc sẽ, sẽ. Vì tiểu bảo cười nói, cổ tay ta sẽ gãy lắc cắc, than ôi thương thay. Trừng quan nói, xin sư thúc cứ yên lòng, sư điệt chẳng khi nào lại dám nhà nội lực để đối phó với sư thúc. Vì tiểu bảo cười nói, phải rồi, lão hãy ra ngoài kia chờ đợi, để ta khuyên giải cô coi thế nào. Trừng quan dạ một tiếng rồi khom lưng thi lễ ra khỏi thiền phòng lão xoay tay đóng cửa lại, vì tiểu bảo vừa vén áo tăng bảo lên, nữ lang toan mở miệng la, kêu cứu bỗng thấy hàn quang lấp loáng. Mũi chỉ thủ trí vào mũi cô, miệng cô há ra thật lớn mà không dám kêu thành tiếng. Vì tiểu bảo cười hì hì nói, tiểu con nương ngoan ngoãn nghe lời ta thì ta không đụng đến một sợi lông. Bằng cô không chịu thì ta cắt cái mũi này rồi đưa cô ra ngoài của buông tha. Con người mà mất mũi bất quá không người thấy mùi thơm mùi thối, chứ chẳng có chi trọng đại. Phải vậy không, nữ lang vừa kinh hãi, vừa tức giận, sắc mặt lợt lạt không còn chút huyết sắc nào. Cô ngập ngừng nói rất khẽ, người giết ta lẽ đi cho rồi. Vì tiểu bảo thở dài đáp cô có tấm dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường, ta giết cô thế nào được. Nhưng ta buông tha cô đi rồi, từ đây ta ngày trong đêm nhớ đến chết về bệnh tương tư như vậy là thương tổn đến đức hiếu sinh của thượng đế.